hủy, Hàn Lập rất là buồn bực nói. Hiện tại nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi thì cũng không thể được. Nghe được nửa trước, trên mặt ba gã gị tộc cùng toát ra vẻ hưng phấn nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng thì sắc mặt đều biến đổi. Như vậy, truyền thống trận đạo hữu sử dụng hiện tại không thể mở ra được ư. Dị tộc nhân ra màu lục nhà thất vọng nói, đích xác là như thế, Hàn lập thở dài một hơi, không phải bọn ta không tin Hàn đạo hiếu, chỉ do việc này rất quan trọng nên bọn ta muốn đích thân thẩm tra qua một lần. Hàn huynh không có ý kiến gì chứ ba gã dị tộc sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì gã đầu to cười gượng hai tiếng nói. Đương nhiên không có vấn đề Hàn Lập khẽ nở nụ cười nói. Hoàng huynh, người tạm thời lưu lại ước thúc những người khác, bọn ta đi trước kiểm tra cái pháp trận kia một chút. Gã đầu to nhìn gã dị tộc nhân có hồng quang trịnh trọng nói. Được rồi, nhị vị đi nhanh về nhanh. Gã dị tộc nọ sau khi do dự một chút thì vẫn gật gật đầu đáp ứng nói. Hai người kia đi theo Hàn Lập nhằm một bên quảng trường đi đến. Không lâu sau, ba người đã đi đến tòa truyền tống trận trong đại sảnh. Lúc này tòa truyền tống pháp trận này im lặng dị thường, có dấu vết không gian dao động lưu lại, đúng là vừa mới có người khởi động truyền tống trận này. Gã dị tộc nhân da màu xanh dùng thần niệm đảo qua cả tòa đại sảnh rồi lập tức nói một câu. Gã dị tộc nhân đầu to lập tức đi vào truyền tống trận, sau khi vòng vo mấy vòng thì một tay niệm pháp quyết bắn ra một đạo lục quang kích lên pháp trận truyền tống trận nguyên bản đang im lặng lập tức nổi lên một tiếng vù vù rồi có bạch quang nổi lên. Vừa thấy cảnh này, gã dị tộc da màu xanh lập tức hai mắt trợn lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ nhưng ngay sau đó, pháp trận đang phát ra thanh âm vù vù thì mặt ngoài linh quang chờ tán loạn rồi một lần nữa khôi phục lại vẻ ban đầu. Không được, pháp trận các nơi khác không xong rồi, chắc là đã bị đóng cửa. Dị tộc nhân đầu to sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Nghe được lời này, dị tộc nhân da màu lục nhà thần sắc cũng âm trầm xuống. Nhị vị đạo hiếu, tình hình trong thành có thật sự nguy cấp không? Chuyện về giác si tộc, có thể giải thích cho tại hạ một chút không? Hàn Lập bình tĩnh hỏi, có gì không thể nói chứ? Đạo hiếu cũng thấy tại sao lục quang thành nho nhỏ của chúng ta tự nhiên lại tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy. Bọn họ đại bộ phận là người phụ cận chạy trốn đến đây. Nguyên bản là muốn mượn truyền tống trận mà rời đi nhưng không ngờ rằng rác si tộc hành động cực nhanh, tất cả các pháp trận truyền tống có liên hệ với bản thành liên tiếp đều đồng thời mất đi hiệu lực. Phòng chừng không phải các thành thị kia đã bị phá mà giác si tộc đã phái người thi pháp chặt đứt. Nhưng đạo hữu nếu vừa rồi có thể đến đây xem ra hơn phân nữa là từ nơi khác đến vì quân tiên phong của giác si tộc đã tới dưới thành chờ đợi đại quân đến. Mà chúng ta đang định tụ tập nhân thủ bỏ thành mà đi nhưng điểm mấu chốt là có quân tiên phong của giác si tộc kiềm chế, nên có thể rời đi được hay không lại là chuyện khác. Tối thiểu, những tồn tại cao dai như chúng ta bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Gã dị tộc đầu to cười khổ giải thích nói. Hàn Lập nghe xong những lời này thì sắc mặt trở nên khó coi. Chương 1557, chiến thuyền. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng nổ ầm vang trầm đục từ ngoài cửa đá truyền đến, rồi trên vách tường bốn phía bỗng nhiên nổi lên một tầng cấm chế linh quang màu trắng ngả lấp lỏ không ngừng, hơn nữa mặt đất cũng rung lên một trận kịch liệt giống như đang động đất. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì, những chấn động này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng gì tới mấy người trước mắt nhưng cũng làm cho sắc mặt ba người không khỏi khẽ biến đổi gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt kêu lên một tiếng kinh sợ, tiếp theo đó, dị tộc nhân da màu xanh nhạt cùng tên dị tộc nhân đầu to kia liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cả hai liền cơ hồ đồng thời thúc giục độn quang hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, trong tích tắc thân hình đã biến mất không thấy. Cho dù quảng trường này có cấm chế phi hành nhưng lấy tu vi của bọn họ mà nói, chỉ cần mạnh mẽ điều động linh lực trong cơ thể thì cấm chế trình độ này tự nhiên là không có khả năng thật sự có thể trói buộc bọn họ thi triển độn thuật. Bất quá chỉ là hao phí thêm một chút pháp lực mà thôi. Mà Hàn Lập cũng không có trần chờ, một quang sau khi đảo qua trên pháp trận một cái thì hơi do dự một chút rồi bỗng nhiên tay áo bảo run lên, một đạo thanh quang bắn ra bay xung quanh pháp trận một vòng. Bang bang hai tiếng động truyền ra, thanh quang trong nháy mắt đã chém pháp trận nát vụn sau đó lóe lên quay về. Lúc này, bên ngoài Hàn Lập tinh quang lóe lên rồi bay ra ngoài. Thân hình hắn vừa ra tới cửa đá thì thấy cả quảng trường giờ phút này là một mảnh hỗn loạn, các tộc nhân đang nhằm bốn phía chạy tự tán mà trên không quảng trường không biết khi nào đã xuất hiện một tầng sáng màu lam nhạt đem cả toàn thành thị bao phủ lấy đồng thời từ phía trên cao, không biết ở chỗ nào đang có vô số bạch sắc quang cầu chút xuống như mưa. Phía ngoài quầng sáng liên tiếp xuất hiện âm thanh bùng nổ cùng ánh sáng chói mắt khiến cho vòng bảo hộ kịch liệt chớp lên không thôi, bộ dáng miễn cưỡng chống đỡ. Hàn lập kinh hãi vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài quầng sáng, trong mắt lam mang chợt hiện. Kết quả một lát sau, khóe mắt hàn lập giật giật vài cái và hít thật sâu một ngụm lương khí. Bằng linh mục thần thông hắn đã nhìn rõ các loại công kích này. Trên cao ba bốn nghìn trượng có xuất hiện một cái ngân đảo. Đúng vậy đây là một cái ngân đảo toàn thân lập lòe, giống như là được làm từ bạc tinh khiết, bộ dáng to chừng gần vạn trượng. Mà dưới đáy tòa ngân đảo này có vô số bạch sắc tinh trụ, phù văn mặt ngoài thiểm động không ngừng và từ chính nơi này đang có đoàn đoàn quang cầu rơi xuống. Không tốt, đây chính là đại chiến thuyền của giác si tộc. Điều này sao có thể, chẳng lẽ đại quân giác di si tộc đã tới rồi dì tộc nhân đầu to không biết khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh, sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên. Hiện tại nói việc này còn có tác dụng gì, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Nguyên huynh, người tỏa chấn thành này nhiều năm như vậy khẳng định là biết mấy cái mật đạo trốn khỏi thành chứ dị tộc nhân ra màu xanh nhạt cũng đã tới phụ cật, vừa nghe lời ấy biết tình thế cấp bách hỏi. Tại hạ xác thực biết một cái mật đạo có thể lặng yên đi ra ngoài phía tây thành hơn 10 dặm bất quá trong thành còn nhiều đồng đạo các tộc như vậy cũng không thể cứ bỏ mặc không hỏi như vậy ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi nếu vận khí tốt nói không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự sau đó lập tức cắn răng một cái nói hảo cứ thế mà làm gã dị tộc toàn thân có hồng quang kia đang chạy đến nghe được lời này thì cũng liên thanh đồng ý nói hàn lập cùng dị tộc nhân da màu xanh nhạt thì hoàn toàn không dị nghị gì gã đầu to thấy vậy thì cũng không dám chậm chế nữa. Bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe lên rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành một cái hư ảnh cao hơn trăm triệu thật lớn. Dung nhan phục sức đều không khác gì gã dị tộc đầu to ban đầu. Hư ảnh này lớn như thế cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Bỗng nhiên trong miệng hư ảnh khẽ quát một tiếng nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên, tất cả ai nghe được thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động, Tâm thần đang kinh hoàng bất giác thanh tỉnh lại. Nhất thời trong quảng trường hàng vạn ánh mắt đều hướng về phía hư ảnh trên trời cao do gã dị tộc đầu to biến hóa thành. Lúc này hư ảnh thần sắc nghiêm nghị nói: "Các vị đồng đạo không cần kích động, đại trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài nữa, sẽ không lập tức bị phá." Hiện tại mọi người nhanh chóng đi tới cửa thành tụ tập. Một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một chỗ cấm chế tại cửa thành để cho các bị đạo hữu tự chạy đi. Bất quá trước khi chạy trốn ta cảnh cáo chư vị đồng đạo một câu, lần này giác si tộc đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không báo trước, như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên vân 13 tộc chúng ta, mọi người cũng đừng có nghĩ đến cái gì đầu nhập vào hay tạm thời ủy khuất chi tâm. Theo ta được biết, những ai bị bắt giữ nếu không phải bị đưa đến băng hỏa hắc mục của giác si tộc làm nô lệ thì cũng bị siêu hồn chiều anh để luyện đan luyện khí. Giọng nói của hư ảnh đầu to âm trầm dị thường. Đám dị tộc nhân trên quảng trường đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó không biết có kẻ nào kêu to một tiếng thì nhất thời lập tức giải tán chạy tán loạn. Sau khi ly khai quảng trường thì mọi người lập tức hóa thành vô số độn quang nhằm hướng cửa thành chạy đến. Gã dị tộc đầu to bấm quyết, hư ảnh trên không lập tức lóe lên rồi tán loạn tiêu thất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng hàn lập nói, chư vị đạo hữu theo ta đi. Chúng ta là mục tiêu thật lớn nên không thể ở cùng bọn họ được. Những người khác tự nhiên đều gật đầu. Vì thế một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo hào quang trong nháy mắt bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quầng sáng màu xanh phía trên thành thị bị quang cầu bắn phá kịch liệt mà bắt đầu phát ra thanh âm vù vù, đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tới cực hạn. Dị tộc đầu to vừa phi độn vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia chua sót như thế nào, vô huynh còn có chút luyến tiếc ư. Gã dị tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu. Vô mỗ tỏa trấn tại lục quang thành hơn ngàn năm, tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do tại hạ tự tay bố trí, hiện giờ phải bỏ mà đi, trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc. Gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu, khẽ thở dài một hơi nói. Nguyên huynh không cần luyến tiếc như thế, cho dù giác si tộc thế đại nhưng thiên vân 13 tộc chúng ta liên thủ lại thư xê lực cũng đâu có yếu nhược. Nói không chừng, còn có cơ hội đoạt lại, gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu, hy vọng là như thế. Gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng nói, Nguyên huynh, Sao đại quân giác si tộc lại tới nhanh như thế? Hai ngày trước thám tử chúng ta phái ra không phải đã nói là chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa. Như thế nào mà hôm nay chiến thuyền của giác si tộc đã tới dưới thành? Chẳng lẽ đây là do quân tiên phong của giác si tộc dở cho quỷ? Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm sao lại thế này. Lúc trước quân tiên phong của giác si tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì cùng bậc với chiến thuyền. Cái này là không giả. Mà hiện tại nơi đây chiến thuyền của giác si tộc này đã có trình độ gần với trí bảo chiến thuyền cấp vực cấp và thánh cấp, bên trong có thể có tồn tại tu vi thánh tộc tam giai. Là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Dị tộc đầu to họ nguyên lắc đầu, thần sắc âm trầm xuống. Hư, cho dù không có cấp bậc thánh tộc tồn tại nhưng trong đại chiến thuyền như vây, khẳng định là số lượng tồn tại cùng giai với chúng ta cũng tuyệt không phải là ít. Chúng ta đều chỉ có thể chạy chối chết mà thôi. Chỉ hy vọng tồn tại thượng giai trên chiến thuyền không chú ý tới chúng ta, bên cạnh đó để đám người kia chạy chối chết mà hấp dẫn sự chú ý. Gã dị tộc trong hồng quang cười hắc hắc nói. Hàn lập nghe đến đó thì ngẩn ra, không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ nguyên liếc mắt một cái, thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt cũng không có ý tứ phản bác thì trong lòng có chút giật mình. Nguyên lại lúc vừa rồi một phen hướng dẫn những người khác chạy chối chết kỳ thật bổn ý là muốn đem bọn họ làm mồi hấp dẫn sự chú ý của giác si tộc, để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát xác lặng yên rời đi. Bất quá tuy Hàn Lập trong lòng hơi dùng mình nhưng cũng không nói gì. Đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ thì tự nhiên không thể nói cử động này của đối phương có gì không đúng. Bất quá trong lòng Hàn Lập đối với ba gã dị tộc này cũng bất giác cẩn thận thêm mấy phần. Lấy tu vi của bốn người thì thời gian phi hành đến chỗ chạm canh gác dĩ nhiên là cực nhanh, chỉ trong một khắc công phu bọn họ đã đến một cái lầu các nhìn như bình thường. Đại môn lầu các đóng chặt, Gã dị tộc họ Nguyên không chờ độn quang hạ xuống, đứng trên không trung tay áo bảo khẽ run lên, một cỗ cuồng phong thổi đi. Cánh cửa lớn giống như bị cỗ cự lực đánh chúng tắc tắc vỡ vụn ra biến thành hư ảo. Đám người Hàn Lập sau khi chấp động mấy cái thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cá. Trong tầng một của lầu các có vẻ trống rỗng, ngoại trừ mấy cái bàn thì cũng chỉ có một cái thần tượng cao mấy trượng không biết tên là gì đang dựa lưng vào vách tường. Thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất, bụng béo phệ, bốn mắt bốn tay, hai chân thon thả, nhìn có vẻ có chút quái dị. Đám người Hàn Lập sau khi đảo mắt nhìn mọi nơi thì cũng không thấy cửa vào thông đạo đâu thì không nhịn được đồng loạt nhìn về phía gã dị tộc họ Nguyên. Tuy nhiên hắn đối với cái nhìn của đám người Hàn Lập lại tỏ vẻ như không thấy mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há mồm ra, nhất thời phun ra một viên tinh thạch màu vàng, viên tinh thạch này chợt lóe lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng dáng. Thử lạp một tiếng, hào quang trói mắt chợt lóe lên rồi bề ngoài thần tượng như có một tầng nước gợn sóng nhộn nhạo một hồi. Thần tượng vốn đang trầm lặng lúc này bốn mắt hoàng quang chợt lóe lên, bốn cánh tay hạ xuống rồi ầm một tiếng. Thần tượng này dĩ nhiên là một con khôi lỗi. Trong mắt đám người Hàn Lập đều toát ra kỳ quang. Tiếp theo gã dị tộc đầu to hai tay bấm quyết thúc dục khôi lỗi và một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy khôi lỗi múa may bốn tay một chút, hoàng mang phóng ra thì hình thể mỗi lúc một to ra, thân hình cơ hồ đã choán hết không gian lầu một, lại tiếp theo hai cánh tay đồng thời hướng vào bụng vỗ một cái. Linh quang chợt lóe, một cái phù trận quỷ dị hiện ra, tiếp theo là thanh âm răng rắc, nơi bụng thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ để lộ ra một không gian rộng vài trương ở trước mặt mọi người. Mà ở trong không gian nọ rõ ràng có một tòa truyền tống pháp trận loại nhỏ. Gã dị tộc họ nguyên không chút do dự tiến lên đi vào trong bụng khôi lỗi rồi đứng vào truyền tống trận. chương 1558, truy binh, chư vị đạo hiếu, pháp trận này nối thẳng tới mật đạo, ta đi trước. Gã dị tộc họ nguyên cười, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống trận pháp trận liền lóe lên một mảnh bạch quang thân hình gã dị tộc này chợt mơ hồ rồi bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại cái thần tương khôi lỗi ngơ ngác nằm tại chỗ cũ nguyên huynh thật đúng là kỳ tư diệu tưởng dĩ nhiên đem truyền tống trận thiết kế nằm trong cơ thể khôi lỗi dị tộc nhân làn da màu xanh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau đồng dạng giơ tay lên kích phát pháp trận và cũng được truyền tống đi ra ngoài hàn huynh mời ngươi đi trước đi dị tộc nhân trong hồng quang đảo mắt trên người Hàn Lập một cái rồi dĩ nhiên khiêm nhượng nói một câu. Hàn Lập nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn nhưng trên mặt không lộ dị sắc mà gật gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái tiến lên. Truyền tống phi thường nhanh, Hàn Lập thậm chí cũng không cảm thấy có gì mệt mỏi thì người đã xuất hiện tai một cái động quật. Ánh mắt đảo qua một vòng thì thấy động quật này diện tích cũng không lớn, chỉ hơn 10 trượng mà thôi, nhưng trên đỉnh động quật có khảm một khối tinh thạch chiếu sáng, đem hết thảy nơi đây chiếu sáng rõ ràng mà một bên vách tường có một cái thông đạo cao chừng một trượng thông ra tứ phương mà gã dị tộc đầu to cùng dị tộc nhân làn da màu xanh đang đứng ở một bên. Trong đó thần sắc của gã đầu to đang ngưng trọng nhìn vào mặt cái pháp bàn trong tay, ánh mắt chấp động nhưng không biết đang cân nhắc cái gì. Hàn lập thân hình vừa động liền đi ra dưới chân truyền tống trận. Một lát sau, trong pháp trận có ánh bạch quang lóe lên rồi gã dị tộc trong hồng quang cũng hiện ra. Vừa thấy nhân thủ đông đủ, gã đầu to ngẩng đầu nhìn mấy người nửa nụ cười đang muốn mở miệng nói cái gì đó bỗng nhiên một trận âm thanh trầm đục từ bốn phương tám hướng chuyển đến khiến cho cả gian động quật hơi run lên nhất thời trong động quật sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi đừng chậm chế nữa chúng ta nhanh chạy đi thôi phòng bảo hộ trong thành chỉ sợ không chịu được bao lâu nữa gã dị tộc nhân làn da màu xanh có chút cấp bách nói ân thời gian cũng không sai biệt lắm ta đem cấm chế tại bốn cửa thành mở ra để cho những người khác chạy đi trước đã gã đầu to thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu rồi cầm pháp bàn trong tay ném lên không trung đồng thời hai tay bắt quyết từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau trượt lóe lên rồi nhập vào trong pháp bàn một lát sau pháp bàn liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp phía mặt ngoài phát ra một trận quang mang kỳ lạ lưu chuyển cuối cùng phanh một tiếng rồi tiêu thất mất một màn này lại làm cho ba người còn lại đồng thời ngẩn ra khống chế pháp khí tự bạo cái này tựa hồ không chỉ đơn giản là giải trừ cấm chế ta muốn khởi động một cái tự bạo pháp thuật trong lục quang thành. Một lúc nữa, cả tòa thành thị này sẽ hóa thành cho tàn gã đầu to tựa hồ nhìn ra vẻ kinh nghi của ba người nên trong miệng cười hắc hắc nói. Tự bạo pháp trận vừa nghe lời này, hàn lập trong lòng phát lạnh. Gã ngày thật đúng là tâm ngoan thủ lạt A. Tuy rằng đại đa số đã chạy tới bốn cửa thành tụ tập nhưng trong thành khẳng định là vẫn còn không ít phàm nhân cùng một ít tu luyện giả ẩn nấp trong thành chưa chịu rời đi. Theo đó, xem như toàn bộ đều bị chôn trong lục quang thành này. Hai gã dị tộc còn lại nghe vậy thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhưng ba người cũng không nói thêm cái gì, bởi vì gã đầu to sau khi nói xong thì liền hóa thành độn quang nhầm cửa thông đạo bắn nhanh đi. Đám người hàn lập tự nhiên là cũng lập tức độn quang cùng nhau đi theo. Giờ phút này, trên không trung phía trên lục quang thành chỗ bốn cửa thành, quầng sáng nguyên bản bao phủ cả thành thị đột nhiên hiện ra một cái lỗ hổng lớn đường kính hơn trăm trượng vô số dị tộc nhân sớm tụ tập ở cửa thành lập tức hóa thành vô số hào quang bắn nhanh đi, giống như lưu tinh độn quang chấp động liền chạy tứ tán ra ngoài thành rồi trong nháy mắt, có độn quang hướng xuống lòng đất trầm xuống chui vào bùn thổ không thấy bóng dáng. Có kẻ lăn lộn trên cỏ tìm cách ẩn nặc thân hình vô tung vô ảnh. Đây đúng là đám dị tộc nhân tinh thông thổ mộc độn thuật còn đại đa số đều khu động các loại phi hành khí vật dưới chân tại tầng trời thấp biên cuồng phi hành mà đi. Cơ hồ tất cả mọi người trước đó có quan hệ có vẻ tốt đẹp nay đều tự động tách ra mà chạy chối chết, không có tụ tập cùng nhau để hành động. Lúc này cao tầng giác si tộc trên trời cao trong tòa ngân đảo hiển nhiên cũng phát hiện ra người trong thành đào tàu. Chỉ thấy mặt ngoài cái ngân đảo ngân quang lóe lên một trận rồi từ phía trên bay ra từng đàn song đầu ưng màu trắng hình thể thật lớn. Những con chim ưng này hình thể khổng lồ, chẳng những có hai đầu mà hình thể to đến ba bốn trượng, ở trên người còn mang theo một tầng chiến giáp màu trắng, trên hai cự chảo cũng được bọc một bộ chỉ sáo bằng kim trúc, sắc bén dị thường, phía trên có hàn mang chấp động kinh người. Số lượng đàn ưng khổng lồ này phải đến hơn ngàn con, sau khi từ trên ngân đảo bay ra thì lập tức hai cánh cuồng triển nhằm thẳng về phía đám người của lục quanh thành đang bôn đào mà đánh tới với tốc độ cực nhanh, không thua kém tu sĩ cấp kim đan chút nào. Mà sau khi đàn ưng khổng lồ này bay ra, phía trên ngân đảo vẫn có linh quang chấp động rồi có rất nhiều đồ vật gì đó bay ra. Đồ vật này là một cái độc mộc màu đen dài hơn 10 trượng, phía trên có phủ ấn đen nhánh, trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc ngang sắc chiến giáp ngồi ngay ngắn. Số lượng độc mộc này một hơi bay ra trên trăm cái, độn quang so với đám ưng khổng lồ kia thì hơi chậm hơn một ít nhưng chỉ một cái chớp động cũng có thể ra xa tám chín trường, nói chung là tốc độ cực nhanh hơn xa tuyệt đại bộ phận dị tộc nhân đang phi độn chạy trốn kia. Truy quân của giáp si tộc sau khi bay ra thì trên ngân đảo kia im ắng một chút, nhưng sau đó không lâu, chợt có mấy tiếng long ngâm phát ra rồi bảy tám cái thân ảnh thật lớn bỗng nhiên từ trong bay ra. Mấy thân ảnh này là một đám hình thể dài hơn 10 trượt, trên lưng có một đôi cánh màu ngũ sắc. Nhìn kỹ thì đúng là một đàn dao long hai cánh. Ngoại trừ đôi cánh diễm lệ dị thường và toàn thân kim quang trói mắt ra thì đàn dao long này cũng không có gì khác so với dao long bình thường. Chúng sau khi bay ra thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái đã mơ hồ biến mất rồi ngay sau đó, đám kim dao này đã hiện ra cách đó 3-40 trượt, độn tốc cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi truy binh từ trên ngân đảo trước sau bay ra nhằm về hướng đám dị tộc nhân bỏ chạy xa xa đuổi theo. Đám dị tộc nhân này số lượng có đến hàng vạn nhưng tu vi lại không đồng đều. Số có tu vi cao hơn một chút thì sớm đã độn ra ngoài mấy chục dặm, lúc này nhìn chỉ thấy là một đám điểm đen nhỏ còn đám có tu vi kém cỏi nhất thì mới chỉ bay ra khỏi lục quang thành bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Hơn nữa những người này lại chiếm số lượng nhiều nhất, cơ hồ trong nháy mắt công phu đã bị đám song đầu ưng khổng lồ đuổi kịp. Đám ưng khổng lồ này lao xuống dưới, mang theo một cỗ cuồng phong cuốn xuống tầng trời thấp. Một đôi chỉ sáo sắc bén dễ dàng xuyên thủng hộ thân linh quang cùng một ít phòng ngự pháp khí cấp thấp của dị tộc nhân sau đó hung hăng vặn vai dùng lực xé rách hoặc hướng lên không trung ném đi. Dị tộc nhân trong nháy mắt có kẻ thân thể trực tiếp bị xé rách làm hai mảnh, máu tươi rơi xuống đất như mưa, có kẻ bị khống chế mà bị ném lên cao, bị mấy con ưng khác đang chờ sẵn đánh tới, thân thể trong nháy mắt thủng ba bốn cái lỗ máu đồng dạng đi đời nhà ma. Đương nhiên là đám dị tộc nhân này không cam lòng cứ như vậy khoanh tay chịu chết, không ít người tụ tập lại cùng nha âm hoác thả ra pháp khí hoặc thi triển công pháp, nhất thời vô số công kích màu sắc khác nhau đánh về phía song đầu ưng đang lao xuống. Bất quá, công kích của những người này uy năng quá thấp, mà những con ưng khổng lồ này lại được mặc chiến giáp màu trắng có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, Ngoại trừ ít ỏi hơn 10 con do không kịp phòng ngự bị đánh chúng chỗ yếu hại mà rơi xuống thì các công kích còn lại đánh lên thân thể song đầu ưng khổng lồ đều bị chiến giáp cản lại mà đám ưng khổng lồ này sau khi bị công kích thì lại như bị chọc giật. Trong miệng phát ra thanh âm tiêm minh chói ta rồi nhất loạt lao xuống, công kích càng thêm hung mãnh dị thường. Trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất xuất hiện mấy trăm tàn thi vết máu loang lổ. Lúc này, đám độc mộc màu đen từ phía sau cũng phi hành tới chỉ thấy đám giáp sĩ ở trên liên tục huy động các loại binh khí trong tay vô số ngân mang từ trên không chung bắn xuống phàm kẻ nào bị đánh trúng thân thể đều tứ phân ngũ liệt căn bản không thể ngăn cản được chút nào nhưng cũng may đám giáp sĩ này không thèm đem đám tu sĩ cấp thấp này vào mắt độc mộc màu đen liên tiếp chấp động rồi hạ xuống tầng trời thấp mà đuổi theo đám dị tộc có tu vi cao đang chạy phía trước về phần mấy đầu quái dao bay ra cuối cùng ngay từ đầu vẫn chưa dừng lại chút nào mà nhằm lên tầng trời cao mà truy đuổi đám dị tộc nhân có tu vi cao nhất lấy độn tốc của bọn chúng, việc đuổi kịp đám cao giai dị tộc này cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Trong lúc nhất thời, lấy Lục Quang Thành làm trung tâm, một màn đuổi giết cùng phản kích đuổi giết đã diễn ra trên quy mô lớn. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc tại một ngọn núi nhỏ vô danh cách Lục Quang Thành hơn 10 dặm, tại một mặt thạch bích nhìn như bình thường đột nhiên có ánh thanh quang chợt lóe lên rồi phát ra một thanh âm trầm muộn mà vỡ ra. Sau khi nó vỡ ra thì để lộ ra một cái đại động trên thạch bích. Tiếp theo có thanh âm siêu siêu từ trong động truyền ra rồi có vài đạo kinh hồng từ bên trong bắn nhanh ra, sau khi xoay quanh một cái thì độn quang chợt tắt, hiện ra bốn gã tướng mạo khác nhau. Đúng là đám người hàn lập, tuy nơi đây hẻo lánh dị thường, hơn nữa bởi vì không nằm cùng phương hướng với bốn cửa thành cho nên còn chưa có truy binh của giác si tộc xuất hiện nhưng đám người này vẫn lộ ra vẻ cẩn thận, vội vàng đem thần niệm đảo qua phụ cận rồi lại lập tức thu trở về. Giác si tộc vẫn chưa xuất hiện tại phụ cận, chúng ta nên lập tức rời đi thôi sau đây chúng tao tách ra mà hành động, tự tìm sinh lộ. Tụ lại cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ rất khó giấu giếm được rác si tộc. Gã dị tộc nhân có làn da màu xanh thần sắc vui vẻ dẫn đầu nói. Việc này là đương nhiên, bất quá trước khi chư vị đạo hữu rời đi, tại hạ còn có một chuyện muốn giải bày một chút. Mong chư vị đạo hữu không nên cự tuyệt, gã đầu to gật gật đầu, ánh mắt sau khi đảo qua ba người còn lại, sau khi do dự một chút thì bỗng nhiên nói như vậy. Hỗ trợ, hỗ trợ cái gì, Gã dị tộc trong hồng quang nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi. Hàn Lập cùng gã dị tộc nhân làn da màu xanh trên mặt cũng lộ vẻ kỳ quái. Chương 1559, vật trong hộp. Gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động lấy từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng. Trên mặt mỗi một cái đều có dán mấy tấm bùa màu đỏ đậm, ẩn hiện có phù văn trôi nổi không ngừng. Cái hộp này đối với Thiên Vân 13 tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu ba vị đạo hữu nếu có thể đem vật này đưa đến vạn cổ tộc thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được nhưng nếu chữ vị đạo hữu bị giác si tộc đuổi theo thì tốt nhất là trước khi bị bắt lập tức đem mấy cái hộp này hủy đi. Nếu không để nó rơi vào trong tay giác si tộc thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị trừ hồn luyện phách. Gã đầu to nói đến đó thì cổ tay run lên, ba cái hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người hàn lập bay đến. Dị tộc nhân có làn da màu xanh và hàn lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy. Nguyên huynh, rốt cuộc bên trong là vật gì, sao lại phải cẩn thận như thế? Dị tộc nhân trong hồng quang đưa mắt nhìn hộp ngọc trong tay có điểm trần chờ hỏi. Là cái gì thì tại hạ không thể nói rõ nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc, bằng vào vật này các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở vạn cổ tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh hoặc một bảo vật cùng dai khác. Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì, khôi lỗi cấp thông linh, lời này vừa nói ra, dị tộc nhân có làn da màu xanh thất thanh hô to lên chỉ có Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói đến vật ấy nên thần sắc tự nhiên không biến đổi còn dị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt cũng lấp lóe không thôi. Nguyên huynh không nói đùa đấy chứ, vật này mà có thể đổi lấy loại bảo vật nghịch thiên ấy. Nói như vậy nếu ta dùng vật ấy yêu cầu đổi lấy vạn rượu đan thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý. Lữ phu nhân có chút trần chờ hỏi, vạn rượu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi nhưng có bảy tám thành hy vọng. Gã đầu to sau khi trần chờ một chút thì cẩn thận trả lời. Nghe dị tộc nhân họ nguyên trả lời như thế, dị tộc nhân có làn da màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì nữa nhưng năm ngón tay cầm hộp ngọc bất giác dùng thêm vài phần lực đồng thời nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc, con mắt quay tròn chuyển động vài cái. Mà lúc này, Hàn Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì đã bị một cỗ cấm chế chi lực hất ngược ra, căn bản là không thể xâm nhập vào trong đó xem ra mấy cái phù triện dán bên ngoài hộp ngọc còn có kỳ hiệu ngăn cản thần niệm. Ba vị đạo hữu tốt nhất cũng đừng có chủ ý trên đường mở hộp ra, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách nguyên mẫu đã không nhắc nhở trước cho ba vị. Gã đầu to tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói. Hư, liệu trong hộp còn có thủ đoạn lợi hại gì khác? Sĩ tộc nhân có làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng. Vật trong hộp đối với thiên vân 13 tộc chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu nên cấm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy tấm phù triện này. Đương nhiên nếu ba vị đạo hữu thật sự có thể đào thoát được, cũng tự tin có thể phá điệu bố trí của nguyên mỗ thì cứ mở ra là biết. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên, ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này cho quý tộc thì thật sự có thể được trọng bảo. Vạn nhất trưởng lão của quý tộc sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao? Hàn lập thản nhiên mở miệng nói. Vừa nghe Hàn Lập hỏi câu này, dị tộc nhân trong hồng quang cùng dị tộc nhân có làn da màu xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn. Gã đầu to nghe vậy thì nhướng mày một cái, sau khi do dự một hồi lâu thì có chút không tình nguyện nói. Nếu các ngươi không quá yên tâm đối với vạn cổ tộc chúng ta mà nói thì có thể giao hộp ngọc cho các bộ tộc khác trong thiên vân 13 tộc, đồng dạng cũng sẽ nhận được không ít ưu đãi nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút, đồ vật này đối với các bộ tộc khác có thể sẽ không được coi trọng như đối với vạn cổ tộc chúng ta cho nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều tối thiểu vạn diệu đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những dị tộc nhân có làn da màu xanh và dị tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ hàn lập sờ sờ cầm, đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú nếu mấy thứ này trọng yếu như thế thì sao nguyên huynh không tự mình mang về tộc vì sao lại phải phó thác cho chúng ta ra tay Sĩ tộc nhân trong hồng quang hỏi một câu, mấy thứ này mới đến tay ta chưa được bao lâu, hơn nữa sau khi có được vật này thì giác si tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội vây công lục quang thành. Phải biết rằng lục quang thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý. Theo lý thuyết căn bản sẽ không nhanh chóng bị công kích như vậy cho nên tại hạ hoài nghi giác si tộc đã nghe ngóng được phong thanh gì đó. Nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy hiểm. Gã đầu to thật sự cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Người nói đại quân giác si tộc cũng là vì vật trong cái hộp này mà đến. Dị si tộc nhân có làn da màu xanh không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin mà trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này cũng là tại hạ đoán như vậy, cũng không nhất định là thật. Nguyên mẫu sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Gã đầu to thần sắc trầm xuống chậm rãi nói, Hảo, nếu Nguyên Huynh đã nói như thế thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản vật này dị tộc nhân trong hồng quang tựa hồ hả quyết tâm, trong tay bạch quang chợt lóe lên, hộp ngọc đã được thu vào. Mà dị tộc nhân có làn da màu xanh sặc mặt âm tình bất định trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném hộp ngọc trong tay lên, tiếp theo há mồm phun ra một đạo quang hà trong suốt cuốn tới đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đảo mắt một cái, trong ba người cũng chỉ còn Hàn Lập là vẫn đưa một tay nâng hộp ngọc, ánh mắt chấp động không chừng. Như thế nào, Hàn Huynh còn có nghi ngờ gì nữa không? Gã đầu to có chút ngoài ý muốn, quay đầu hỏi nguyên đạo hiếu cũng không hỏi tại hạ xuất thân lai lịch như thế nào mà đã đem vật ấy giao cho ta không sợ nhờ và không đúng người sao khóe miệng hàn lập vừa động liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay một cái rồi bỗng nhiên tựa như cười như không hỏi một câu hắc hắc tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đạo hiếu xuất thân từ tộc gì nhưng cũng khẳng định không phải người của giác si tộc về phần thần thông của đạo hiếu thì chỉ cần nghĩ đến chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại cũng tuyệt đối không quá yếu gã đầu to cười nói ân nếu đạo hữu tin tương như thế thì hàn mỗ cũng sẽ nhận phó thác này. Hàn lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại rồi vẫn gật gật đầu đáp ứng. Thoáng nâng hộp ngọc trong tay hàn lập nhẹ nhàng thong rong thu vào trong túi chữ vật. Tuy hắn không biết cái thông linh khôi lối cùng vạn diệu đan kia ra sao nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện hư coi như trí bảo thì khẳng định là quý hiếm dị thường. Mà vật trong hộp ngọc có thể khiến cho cái gọi là thiên vân 13 tổng nguyện ý trao đổi thì giá trị hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng hơn nữa lại có loại chuyện tự đem đồ vật tặng đến tay thì hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ buông tay. Dù sao nghe đối phương lúc trước đã nói, trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp hợp thể kỳ là không lớn, hẳn là đủ để ứng phó. Về phần có đem đồ vậy này đi trao đổi thì đến lúc đó hãng tính. Hảo, nếu ba vị đạo hữu đã đáp ứng rồi thì chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi. Hiện tại truy binh đều đang đuổi theo giết những người khác đấy, đây đúng là cơ hội lẳng lặng mà bỏ chạy. Nguyên mỗ đi trước một bước đây nhìn thấy Hàn Lập cũng thu hồi hộp ngọc, trên mặt gã đầu to lộ ra vẻ vui sướng nói. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một vòng sau đó vung tay ném ra một vật màu đen tuyền trông giống như một cái thiết vụ. Lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước nhưng sau khi được thúc giục thì bỗng nhiên bành trướng dài ra tới ba bốn trượng. Trên thân gã đầu to hoàng quang chợt lóe lên rồi hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong thiết vụ. Đúng rồi, theo ta được biết, vì ứng phó giác si tộc, các trưởng lão thiên vân 13 tộc chúng ta sẽ đến tụ tập tại Vân Thành, trong đó cũng có mấy đại trưởng lão trong vạn cổ tộc chúng ta đích thân tỏa trấn trong thành. Hy vọng mấy tháng sau chúng ta sẽ có thể tái kiến ở đó. Gã đầu to trước khi đi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nên sau khi chui vào trong thiết vụ còn nói vọng ra. Vân Thành, dị tộc nhân có làn da màu xanh cùng tên dị tộc nhân trong hồng quang nghe vậy thì thần sắc vừa động mà Hàn Lập nghe xong thì trên mặt cũng lộ ra một tia cân nhắc. Vân Thành, cái tên này hắn tựa hồ đã nghe thanh tiểu đề cập qua nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra. Bất quá cũng không sao, trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận. Tuy rằng đã trải qua mấy ngàn năm nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tiếp theo chỉ thấy thiết phụ bỗng nhiên quay tròn rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Nhị vị đã nhất trí thì tại hạ cũng xin cáo từ. Dị tộc nhân xanh giống như kiêng kỵ truy binh của giác si tộc nên cơ hồ gã đầu to vừa mới đi cũng lập tức hướng tới hai người hàn lập ôm quyền cáo từ. Tiếp theo thân hình hắn thoáng mơ hồ đi, trang phụ và da thịt đồng thời trở nên trong suốt. Một khắc công phu sau cả người liền giống như tan biến trong không khí. Đây là độn thuật gì? Hàn lập lắp bắt kinh hãi không tự chủ được dùng lam mang trong đồng tử đảo qua. Sau khi nhìn quét qua, sau khi mất khí lực thật lớn thì hắn mới phát hiện ra tại một chỗ xa xa đang ẩn hiện có một bóng người gần như vô hình đang chạy đi. Ha ha, đây là bí thuật ẩn nặc đặc biệt của mặc lục tộc, một khi thi triển ra thì trừ phi có tu vi cao hơn hắn hoặc là một ít thần thông đặc thù ra thì căn bản là không thể phát hiện ra. Nhưng điểm yếu duy nhất chính là khi thi triển thần thông này lại không thể phá không phi độn mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Thấy Hàn Lập ngóng nhìn ra xa xa, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ của dị tộc nhân trong hồng quang. Nga, ẩn nạc thuật này cũng có chút kỳ lạ, Hàn Lập đem ánh mắt vừa thu lại, xoay người nói một câu. Tuy rằng không thể phi hành nhưng cho dù là đi bộ thì chỉ trong thoáng chốc dị tộc nhân có làn da màu xanh đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa không thấy bóng dáng. Hàn Huynh cũng tính toán rời đi sao? Bất quá tại trước khi rời đi, tại hạ có một cái đề nghị, đạo hữu có thể nghe không? Dị tộc nhân trong hồng quang hai tay để sau lưng, nhìn Hàn Lập hỏi một câu. Có đề nghị gì? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, thản nhiên trả lời. Các hạ không phải xuất thân từ thiên vân 13 tộc, một khi đã như vậy thì mạo hiểm làm gì? Không bằng đem vật nguyên huynh giao cho người chuyển giao cho tại hạ đi dị tộc nhân trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Người muốn cái hộp ngọc kia, trên mặt hàn lập hiện lên một tia kỳ quái, hai mắt híp lại một chút có chút không quá khẳng định hỏi ngược lại. Đúng vật, tại hạ đích xác đối với vật trong hộp ngọc này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho hoàng mẫu đỡ vất vả thanh âm của dị tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường. Chương 1560, ảo thuật, tại hạ muốn nói một chữ không, Hàn Lập không chút sợ hãi chậm rãi nói một câu, đạo hữu là người từ hải ngoại trở về nên hẳn là không biết tốt xấu như thế nào. Bảo vật cho dù là tốt nhưng nếu chết đi thì còn có tác dụng gì? Dị tộc nhân trong hồng quang cười hắc hắc nói, có phải đạo hữu muốn ra tay đối phó với tại hạ? Nơi này khắp nơi đều là truy binh của giác si tộc, chẳng lẽ các hạ muốn cùng tại hạ trở thành tù nhân của giác si tộc sao? Thanh âm của Hàn Lập trầm xuống, sắc mặt lạnh tựa băng xương nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, dị tộc nhân trong hồng quang nhíu nhíu mày nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay, trong tay xuất hiện cái bình nhỏ trong suốt sáng long lanh đưa ra phía trước cho Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan hoàn đỏ tươi như máu, ẩn ước phóng ra kim quang. Hàn đạo Hữu cho dù ngươi đem vật ấy chuyển giao cho vạn cổ tộc thì nhiều nhất cũng được một viên vạn rượu đan mà thôi. Vật trong tay tại hạ mặc dù không bằng vạn diệu đan nhưng cũng chỉ thấp hơn nó một bậc, đó là kim huyết hoàn. Đan hoàn này đồng dạng có thể trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh thượng tam giai. Tại hạ dùng đan hoàn này đổi lấy cái bình ngọc trong tay hàn đạo hữu có được không? Dị tộc nhân trong hồng quang nhìn chầm chầm vào hàn lập nói. Kim huyết hoàn, đồng tử hàn lập có chút co rụt lại. Đan dược này mặc dù đồng dạng lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát xác thực là không tầm thường. Hắn chăm chú nhìn vào cái bình nhỏ trong tay đối phương không khỏi trầm mặc một lúc không nói gì, tựa hồ thực sự đang đánh giá lại đề nghị của đối phương. Hàn huynh tốt nhất nên quyết định nhanh một chút, truy binh của giác si tộc có thể tùy thời đuổi đến. Dị tộc nhân trong hồng quang thấy bộ dáng của Hàn lập thì trong lòng vui vẻ nhưng nét mặt bất động thanh sắc thúc giục nói nhưng vị dị tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới, cái bóng hàn lập đổ trên mặt đất lúc này dĩ nhiên không biết khi nào so với lúc trước trở nên dài nhỏ hơn một ít. Bất quá loại biến hóa này trừ phi là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của hàn lập còn nếu không thì thật sự không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường. Mà cùng lúc đó, dưới chân hàn lập cũng có hai đạo thanh ti mở nhạt như không thấy vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất biến mất. Xin hỏi đạo hữu là người của bộ tộc nào? Hàn lập bỗng nhiên hỏi một câu, lời này có ý tứ gì? hỏa nguyệt tộc chúng ta mà cũng không nhận ra sao. Đạo hữu biết rõ rồi sao còn hỏi. Dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra, hư lạnh một tiếng trả lời. Thật sự, ta còn tưởng rằng đạo hữu chính là người của giác si tộc, có ý định lấy hộp ngọc trong tay tại hạ sau đó lập tức trở mặt động thủ. Trên mặt hàn lập ngay lúc đó khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói. Đạo hữu chẳng lẽ thần trí không bình thường, tại hạ rõ ràng chính là hỏa nguyệt nhân, như thế nào lại đầu nhập vào giác si tộc dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra nhưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ quát lớn hỏi đạo hữu có phải là hòa nguyệt nhân hay không tại hạ có thể không quan tâm nhưng lúc trước một mình ở lại trong lầu các các hạ đã động tay động chân chẳng lẽ cũng muốn phủ nhận sao bảo tại hạ đem đồ vật giao cho ngươi không bằng đạo hữu cầm đồ vật trong tay giao cho hàn mỗ đi tại hạ đồng dạng tặng một cũng là tặng mà tặng hai cái cũng là tặng hàn lập lạnh nhạt nói những lời này mới chỉ nói ra một nửa thì dị tộc nhân trong hồng quang sắc mặt rốt cục đại biến Câu cuối cùng vừa chấm dứt thì đột nhiên vị Hỏa Nguyệt nhân này hai tay kết quyết, bên ngoài thân hồng quang quay tròn vừa chuyển, một vòng hồng nguyệt phóng lên cao, chỉ thấy người chớp động một cái rồi có cái gì đó bay vút lên trời cao không thấy bóng dáng. Mà cùng lúc đó, thân hình vị dị tộc này thoáng mơ hồ rồi trong hồng quang đồng thời xuất hiện ba đạo hư ảnh hoàn toàn giống nhau. Ba cái hư ảnh này đồng dạng hai tay chắp sau lưng mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập không nói gì. Thấy cử động dị thượng của đối phương nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích ngược lại khóe miệng khẽ nhếch lên một chút sau đó vỗ tay cười ha hả nói. Quả nhiên là hảo tính kế, trước tiên thả ra linh lực đưa người giác si tộc tới, sau đó lại lấy lui làm tiến, chuẩn bị quấn đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi. Thấy bộ dáng của Hàn Lập thong dong như vậy, ba đạo nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc nhưng lạnh lùng nói. Ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại biết ta để lại dấu vết chỗ thần tượng nhưng nếu ta đã gọi người khác tới thì ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đi được nếu ngươi thức thời thì mau giao cái hộp ngọc cho ta. Hoàng mỗ còn có thể cho ngươi cầu tình, nói không chừng sẽ thả ngươi một cái mạng. Khẩu khí của hư ảnh này có vẻ tự tin dị thường. Này cũng khó trách, người của giác si tộc chỉ cách bọn họ bất quá mười mấy dặm mà thôi, căn bản chỉ chốc lát công phu liền có thể chạy tới. Cái ngươi mới vừa rồi thả đi chính là cái này ư. Khóe miệng hàn lập có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí rồi đột nhiên ngửa bàn tay nhìn như tùy ý hướng vào hư không bên cạnh đánh ra một chảo hồng quang chợt lóe lên rồi một đoàn hỏa hồng quang đoàn to cỡ đầu người quỷ dị xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Không thể nào, người làm như thế nào mà bắt được nó. Ba đạo hư ảnh trong hồng quang đồng thời run lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ phút này trong hồng sắc quang đoàn rõ ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành mà lúc trước đã bắn lên không chung. Nhưng không chờ hàn lập đáp lời, ba cái nhân ảnh trong hồng quang thoáng một cái rồi đồng thời chậm rãi mà lui về phía sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác vạn phần. Hàn Lập thấy cảnh này thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đảo, bạch quang chợt lóe lên rồi một cái hộp ngọc phía ngoài có dán hồng sắc phù lục hiện lên ở tại trong tay, hắn ném lên không trung. Cái hộp này sau khi quay tròn trôi nổi trên trời cao một vòng thì phiêu phù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay Hàn Lập búng ra một cái, hàn quang chợt lóe lên, mấy đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra kích thẳng đến cái hộp ngọc. Ngươi điên rồi. Hỏa Nguyệt Nhân Nguyên bổn đang chậm rãi lui về phía sau vừa thấy hành động này của Hàn Lập thì nhất thời lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó vừa động rồi từ trong hồng quang bay vọt ra. Độn tốc kỳ khoái vô cùng, chỉ một cái chấp động đã tới ngay trên không trung. Trong đó một đạo hóa thành một cái bàn tay màu hồng hung hăng chộp tới cái hộp ngọc. Một đạo hư ảnh khác thì ngừng lại một chút, khuôn mặt nhanh ác, thân hình đột nhiên nổi lên xích mang khác thường rồi hóa thành một đạo xích hồng vọt đến chỗ Hàn Lập về phần đạo hư ảnh thứ ba thì vẫn đứng ở xa xa trong hồng quang không di chuyển một chút nào hiển nhiên cử động cao thâm khó lường vừa rồi của hàn lập đã làm cho vị hỏa nguyệt nhân này vạn phần cẩn thận chỉ dám khu động hóa thân công kích còn bản thể thì vẫn đứng tại chỗ phảng phất như hai đạo hư ảnh công kích quá nhanh hơn xa dự đoán của hàn lập nên hắn căn bản không kịp phản ứng chỉ thấy bàn tay màu hồng kia nắm lấy cái hộp ngọc vào tay đồng thời một đạo hư ảnh khác thì chợt lóe lên biến thành một đạo xích hồng xuyên qua thân thể hàn lập mà qua tiếp theo xích mang thu ly ế lại hiện ra hư ảnh đứng cách phía sau hàn lập mấy trượng mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân thể hàn lập xuất hiện hỏa quang lóe lên lại có tiếng phù một tiếng rồi bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đỏ đậm bốc cháy rừng rực trong chớp mắt thân thể hàn lập trong hỏa quang đã biến thành cho bụi hỏa nguyệt nhân trong hồng quang vừa thấy hộp ngọc tới tay rồi hàn lập dễ dàng bị kích sát như thế thì ngược lại lại ngẩn ra mơ hồ cảm giác được có chút không thích hộp nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận thì cái hộp ngọc trong bàn tay to màu hồng kia đột nhiên mặt ngoài thanh mang lóe lên rồi một chút quỷ dị biến thành một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay bàn tay to nọ chưa kịp phản ứng gì thì viên châu này liền chợt lóe lên rồi nổ tung tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên vô số thanh sắc điện hồ bắn ra đem bàn tay to lớn màu hồng xuyên thủng thành hàng trăm ngàn lỗ thủng bàn tay to chợt lóe lên rồi tiêu tan mất a à, vừa thấy cảnh này hỏa nguyệt nhân trong hồng quang cả kinh sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu màu xanh. Ta tưởng là hóa thân thuật huyền diệu gì, nguyên lai bất quá chính là phân hồn thuật, nếu như vậy, mấy cái hóa thân này tại hạ sẽ không khách khí thu nhận lấy. Đột nhiên, thanh âm hàn lập từ bốn phương tám hướng ong ong chuyển đến, theo sau đạo hư ảnh thứ hai đang đứng trên mặt đất đột nhiên bị một đạo hắc tuyến lóe cùng một cái kim sắc trường nhận từ phía dưới quỷ dị chém lên. Động tác cực nhanh, giống như điện quang lôi thạch một bực như nhau. Sau khi hết thảm một tiếng, hư ảnh bị thế công xét đánh không kịp bưng tai chém làm hai nửa. Tàn thi thoáng một cái ngã quỵ trên mặt đất rồi lập tức hóa thành một tia linh quang tan đi. Lúc này mới thấy kim quang chợt lóe, một khối kim giáp khôi lỗi tay cầm trường nhận từ phía dưới mặt đất như quỷ mị chậm rãi chui lên. Lại một khối phân thân nữa trong nháy mặt bị diệt, hỏa nguyệt nhân trong hồng quang sắc mặt thêm trắng bệch, tiếp theo hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khác thường. Xem ra nguyên khí thật sự bị tổn thất không nhỏ, nhưng vị hỏa nguyệt nhân này cũng đủ quyết đoán, cơ hồ ngay tại lúc hóa thân thứ hai bị hủy thì đột nhiên không nói hai lờ ha miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh rồi búng ngón tay bắn ra. Đang, một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, một cỗ vô hình âm ba lấy cái chuông đồng làm trung tâm hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán đi. Tiếp theo, hỏa nguyệt nhân sắc mặt giữ tơn chợt lóe qua. Hắn không tin trong tình hình này đối phương có thể ngăn cản hắn tìm đến chỗ người của giác si tộc, bất quá hắn cũng không có chút ý tứ nào tiếp tục ở lại chỗ này để liều mạng với hàn lập. Thân hình vừa động, cả người đã hóa thành một đạo hồng quang hướng lên trời cao bay đi. Nhưng một tiếng hừ lạnh từ hư không truyền ra, hồng quang mới bay được lên cao chừng 5-60 trượng thì đột n hiên trên không thanh quang chợt lẽ, một đóa hoa sen màu xanh quỷ dị hiện lên, tiếp theo một hóa, hai hóa bốn, bốn hóa tám mà trên trời cao hình thành một đánh thanh quang. Đám thanh liên này quay tròn một vòng, hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng một chút đem cả bầu trời che kín lại. Lần này, hỏa nguyệt nhân cả kinh không phải là nhỏ nhưng hắn không nói gì, hai tay dương lên. Một thanh đoạn đao màu bạc cùng một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ đồng thời kích bắn ra. Đoàn đao vừa bay ra đã liền hóa thành một cái cự nhân mấy trượng hướng lên trời cao hung hăng chém đi. Kim sắc lệnh bài thì sau khi lên một tiếng vù vù đột nhiên từ trong lệnh bài bay ra một cái nhân ảnh cả người kim quang lè lè, trên lưng có hư ảnh hai cánh dương nhanh múa vốt đánh đến. Âm âm, sau hai tiếng nổ, ngân quang cùng kim ảnh cơ hồ đồng thời đánh tới trên thanh sắc cự liên. Song phương vừa tiếp xúc, thanh sắc cự liên bắt đầu rung động nhưng một lát sau liền tất tắc vỡ vụn ra. Theo sát sau đó, Hỏa Nguyệt Nhân thấy cảnh này thì trong lòng mừng rỡ nhưng sau một khắc thì vẻ tươi cười trên mặt liền lập tức động lại. Chỉ thấy thanh liên vừa tán đi thì thanh quang lè lè rồi bất ngờ lại có một đóa cự liên khác chắn ở trước mặt. chương 1561, Đại Địch, Hỏa Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, lúc này một bên cấp bách lấy hai kiện bảo vật điên cuồng tấn công, một bên thì thầm trong miệng, tựa hồ muốn thi triển ra thần thông lợi hại gì đó. Nhưng đúng lúc này, thanh âm Hàn Lập thản nhiên truyền đến lần nữa, các hạ nếu đã rơi vào trong kiếm trận của ta thì không cần phải nói nhiều, hay là để Hàn mố tiến ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, đột nhiên liên hoa đối diện chợt tiêu tán, hóa thành vô số thanh sắc quang thải đầy trời. Một ngân sắc cự nhận cùng kim sắc giao ảnh hiện ra, thoáng lên một cái rồi biến mất, ngay cả một tia gợn xong cũng không có. Trong lòng hòa nguyệt trầm xuống, thân hình không khỏi dừng lại. Mà đúng lúc này, thanh sắc quang thải trước mặt đột nhiên đại phóng quang mang, tiếp theo phảng phất như lũ lụt kéo đến, hòa nguyệt đã sợ lại càng hoàng hơn. nguyên bản pháp quyết đọc xong chuẩn bị xuất ra lại do dự, chỉ thấy hồng quang trên người hắn xoay tròn, vô số hồng sắc quang nhận quỷ dị hiện ra dưới sự thúc giục liền tự động bay quanh bốn phía phát ra tiếng suy suy. trong chớp mắt, từng đạo cuồng vũ sắc bén hình thành cơn lốc đem hắn bảo vệ bên trong. thấy cảnh này trong lòng hòa nguyệt buông lỏng, tiếp theo thanh sắc quang mạc tràn đến, giống như nước biển trôi qua. Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn kỹ thì trong lòng liền giật mình, chỉ thấy sau khi thanh quang hiện lên, cảnh sắc bốn phía đột nhiên trở nên mơ hồ, thanh hình hắn hiện lên giữa một thảo nguyên đầy cỏ xanh. Trung quanh đều là cỏ xanh cao không quá một tấc, xen lẫn là rất nhiều hoa dại màu sắc khác nhau, xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng chim hót. Khung cảnh tuyệt đẹp như thế làm cho người ta không khỏi cảm thấy thư thái, toàn thân thả lỏng rất nhiều. Ảo thuật, Hỏa Nguyệt không phải kẻ đơn giản, vẻ mê ly trong mắt chợt lóe, liền lập tức tỉnh lại hắn vội vàng nhìn lên trời cao chỉ thấy bầu trời cao vô cùng ngoại trừ vài đám mây trắng thì thảo nguyên rộng mênh mông không thấy điểm cuối mà hỏa nguyệt cũng cảm thấy mặt đất dưới chân mềm mại dị thường đồng thời trong mũi tràn đầy mùi hoa cỏ không chút nào nhìn ra có điểm sơ hở cả người phảng phất như đang thật sự ở trên một đại thảo nguyên mênh mông phá sắc mặt hỏa nguyệt trầm trọng miệng quát lên một tiếng đột nhiên cắn đầu lưỡi đồng thời hai tay phất ra chỉ thấy hồng sắc quang nhận trong cơn lốc rung động một trận Tiếp theo giống như mưa bắn ra bốn phương tám hướng. Từng đạo bạch ngân hiện giữa không trung, hồng nhận này sắc bén dị thường, phảng phất như muốn trực tiếp phá vỡ hư không. Huyết nhận điên cuồng chém ra bốn phía, đột nhiên một màn sáng mở hiện lên, tiếp theo cảnh sắc trở nên mơ hồ, thảo nguyên và bầu trời kia đều biến mất. Thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt mừng rỡ, ảo thuật này không ngờ lại dễ dàng phá như thế, thật sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn chỉ vừa tươi cười thì cảnh sắc bốn phía lại vặn vẹo tiếp theo ngoài ý muốn bộc phát ra một mảnh lục quang trói mắt. Hắn không khỏi hít mắt lại, nhưng lập tức hồng quang ngoài thân chợt lóe, bốn phía thân thể lần nữa hiện ra vô số quang nhận bảo vệ lấy hắn. Bất quá, khi ánh sáng trước mắt sau khi ngưng tụ xong thì sắc mặt hắn lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, phụ cận hiện ra đại thụ cao chọc trời, thân to hơn 10 trường, cành lá cực kỳ rậm rạp, cơ hồ che cả bầu trời. Hắn hiện tại có vẻ như đang đứng trong rừng sâu hắn hiển nhiên hiểu rõ mình vẫn chưa thoát khỏi ảo thuật, một lần nữa lại rơi vào trong đó. Tình hình này hiển nhiên khiến Hỏa Nguyệt vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này, hắn chưa kịp xuất ra thần thông gì thì đất sung núi chuyển, tiếp theo đại thụ bốn phía bật gốc, hướng về chỗ hắn đánh tới. Hỏa Nguyệt cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, quang nhận sắc bén liền lập tức hướng về phía không trung chém tới. Trong nháy mắt, đại thụ chưa kịp đến gần Hỏa Nguyệt thì đã bị hồng mang chém thành vô số mảnh. Hỏa Nguyệt trong lòng buông lỏng, đang định thúc giục quang nhận tiếp tục đánh về bốn phía, phá vỡ ảo thuật thì đột nhiên tiếng phanh phanh trầm muộn truyền tới, một bóng đen trên không trung dĩ nhiên cứng rắn vô cùng, không bị quang nhận chém đứt. Hồng quang trên quang nhận vừa chém tới liền tiêu tán, mà bóng đen này sau khi thoáng lên một cái liền biến ảo to lên gấp mấy lần, rõ ràng là một ngọn núi màu đen to hơn trăm trượng. Hả, hỏa nguyệt kinh hãi, mở miệng phun ra một đoàn hồng vụ, bên trong mơ hồ có vật gì đó. Nhưng hồng vụ khi tiếp xúc với tiểu sơn thì hồng quang chợt lóe, liền hiện ra là một bảo vật như tấm ván gỗ màu hồng, mặt ngoài có vô số phù văn chấp động. Ngay cả khi uy lực tấm ván gỗ này không nhỏ, nhưng như thế nào có thể so sánh được với uy lực của nguyên từ thần Sơn. Hắc sắc tiểu Sơn chỉ một lát đã đè cho hồng quang trên tấm ván phải tiêu tán, sau đó không chút dừng lại, chợt lóe lên ngay trên đầu dị tộc nhân. Không tốt, Hòa Nguyệt chỉ có thể kêu lên một tiếng, cả người liền bị hắc sắc tiểu Sơn đè xuống. Đồng thời cảnh sắc bốn phía sau khi vặn vẹo, linh quang biến mất thì cảnh vật liền trở lại như ban đầu. Hỏa Nguyệt lần nữa xuất hiện trong tiểu cốc, nhưng hắn hiện đã bị hắc sắc tiểu sơn đè xuống. Sau một khắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền lên. Sắc sắc tiểu sơn đã đè lên mặt đất tạo thành hố to vài trượng. Mà Hỏa Nguyệt thì bị đè bên dưới, đã hóa thành một đống thịt vụn. Mặc dù hắn và Hàn Lập cùng là tồn tại luyện hư kỳ, nhưng thân thể lại yếu đến không ngờ. Đáng thương cho Hỏa Nguyệt, thân là tồn tại luyện hư kỳ, tất cả thần thông hiển nhiên chưa biểu hiện ra hết. Đáng tiếc hắn ngay từ đầu bởi vì thi triển hóa thân bí thuật, bị Hàn Lập dùng lôi châu cùng giáp nguyên biến thành khôi lỗi tập kích làm cho nguyên khí đại thương. Sau đó hắn lại hãm nhập vào huyễn thuật trong xuân lê kiếm trận của Hàn Lập, bị nguyên từ thần sơn thật giả khó phân biệt một kích đánh lén, liền dễ dàng phá hủy thân thể. Bất quá giờ phút này hồng quang phía dưới hắc sắc tiểu sơn chợt lóe, một viên châu nhỏ cỡ quả trứng gà chợt lóe lên rồi chui vào lòng đất không thấy bóng dáng đột nhiên từ đáy hắc sắc tiểu sơn chợt phát ra ánh sáng mờ, tiếp theo hôi quang bắn ra, trong nháy mắt đem hồng sắc viên châu bao phủ vào, làm nó không thể nhúc nhích một chút nào. Tiếp theo hôi quang chợt lóe, viên châu bị ném mạnh lên mặt đất, đồng thời thanh quang trên đỉnh tiểu sơn chợt lóe, một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện lên, tay nhẹ vẫy về phía viên châu. Vù một tiếng, một cổ cự lực trong nháy mắt đem viên châu bay vào bàn tay. Nhân ảnh đúng là Hàn Lập, hắn cúi đầu nhìn vật trong tay, chỉ thấy viên châu này lập lèo màu hồng, bên trong trong suốt sáng long lanh, một tiểu nhân đang ẩn phía trong. Xem diện mục thì giống như đúc hỏa nguyệt, chỉ là trên trán xuất hiện một tiểu thương mờ nhạt. Người quả nhiên có liên quan với giác si tộc, tại hạ rất hiếu kỳ, không biết đạo hữu rốt cuộc là giác si tộc nhân hay là hỏa nguyệt tộc nhân. Hàn lập tùy ý kẹp viên châu vào giữa hai ngón tay, trên mặt lộ ra tia cười này. Tiểu nhân trong viên châu thế nhưng lại nhắm nghiền mắt không trả lời. Ngươi nếu mưu đồ đoạt ngọc hạp trong tay hàn mỗ, hẳn là biết một số thứ liên quan nào đó ngươi nếu như thức thời nói cho ta biết tin tức ta muốn nghe thì không chừng ta có thể ngươi còn có thể thả nguyên thần ta tự do sao chưa chờ hàn lập nói xong tiểu nhân trong viên châu đột nhiên mở mắt mặt không chút biểu tình nói không thể chỉ có thể tránh cho việc ngươi thống khổ khi siêu hồn luyện phách mà thôi hàn lập nhướng mày lạnh lung trả lời nếu như vậy thì ta không có gì để nói cả ngươi nếu muốn dùng siêu hồn thuật với ta thì tốt nhất đừng lãng phí lực làm gì cho mệt trong thần thức của ta đã sớm bị tồn tại cấp cao trong thánh tộc hạ cấm chế Cho dù là thánh tộc trên cấp 3 thi pháp siêu hồn thì ta nhiều lắm tự bạo thần niệm Trên mặt tiểu nhân đột nhiên lộ ra một tia cười Hàn lập nghe câu trả lời thì nhướng mày Lập tức hai mắt nhìn về phía tiểu nhân trong viên châu Hay ngón tay kẹp chặt Chỉ thấy tiếng lôi minh phát ra Kim sắc điện hồ chấp động Viên châu trong nháy mắt vỡ tan Tiểu nhân bên trong cũng bị tiêu diệt Hàn lập mặc dù không biết lời đối phương là thật hay giả nhưng hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian tại đây. Vì phòng ngừa thần niệm đối phương có tiêu ký cảm ứng gì đó, cho nên hắn cũng không thể để nguyên thần đối phương còn sống rời khỏi đây. Cho nên khi thấy không thể biết được điều muốn biết, hắn liền không chút do dự hạ độc thủ. Hắn không biết, ngay lúc nguyên thần hỏa nguyệt nhân bị diệt, tại một chỗ phiêu đáng trên lục quang thành, trong một tòa ngân sắc đại điện, có người đột nhiên hô lên kinh ngạc. Gì, đồ huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Tên còn lại có chút tò mò hỏi một câu cấm chế mà ta lưu trong thần niệm Hoàng Ngân đã biến mất, có vẻ hắn đã chết. Một lão giả mặc ngân bào, ngồi trên ghế màu trắng sữa trao mày nói. Trên đầu hắn có một cái sừng màu đỏ sậm, tay hư không một chảo, một thanh sắc mộc bài liền hiện ra. Trong mộc bài có một viên tinh thạch màu hồng, bộ dáng như đã vỡ vụn thành từng mảnh. Như thế nào vậy, hắn bị vây công sao? Một gã khác hỏi, đồng dạng cũng mặc ngân bào, nhưng chỉ là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, có chút nghi hoặc hỏi. Cũng có thể là vậy, dù sao tu vi hồng diệt cũng không kém mà lần trước hắn truyền tin lục quanh thành này không hề có tồn tại thánh tộc tam giai nếu không phải bị vây công thì hắn không dễ dàng chết được hoặc có thể có tồn tại cấp cao của thánh tộc lẻn vào thành nếu như có loại tồn tại này thì ngay cả người dám thì cũng không thể phát hiện được lão giả vuốt chòm râu gật đầu nói nếu nói như vậy vì để ngừa vạn nhất thì chúng ta nên đích thân đi một chuyến chỉ là không rõ lần này động thủ là muốn lấy vật gì dĩ nhiên lại phiền đến chúng ta ra tay với đám người thánh tộc. Trung niên nhân khẽ thở dài, có chút không cho là đúng. chương 1562, Thiên Huyền La Ban. Cho dù có bước vào nửa bước nhưng cũng không phải thật sự là thánh tộc. Tu vi hai người chúng ta tương đương với thánh tộc nhất giai, nhưng khi tiến giai thì phải mượn sức 10 vị trưởng lão dùng bí thuật thay phiên quán thể, mới may mắn đột phá chướng ngại. Nhưng thần niệm và công pháp thì lại không tốt, không thể tính tâm tu luyện mấy ngàn năm, căn bản không thể so với thánh tộc chính thức. Lúc này đây nếu nhân thủ không đủ thì mấy vị trưởng lão cũng không nhất định phải điều chúng ta đi. Lão giả lắc đầu nói, điều này cũng đúng, bất quá cho dù là như vậy, hai ta liên thủ cũng chính thức được coi là thánh tộc nhị giai, nghĩ rằng cũng có lực đánh một trận. Mà khả năng xuất hiện thánh tộc trong lục quang thành cũng cực kỳ thấp. Trung niên nhân cũng gật đầu nói, bất quá, tiểu tử hoàng diệt này có chút đáng tiếc. Lão giả không biết nghĩ gì, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối ta nghe nói người này sở hữu hai loại huyết mạch của hỏa nguyệt tộc cùng giác si tộc, cũng là bộ tộc hỏa hệ các ngươi, chẳng lẽ cùng đồ huynh có quan hệ gì sao? Trung niên nhân nghe vậy, đột nhiên cười, đồ mỗ nói ra làm nanh huynh chê cười, lại nói tiếp, người này thật đúng hậu nhân của một người có quan hệ sâu xa với ta. Lúc đầu trong lúc vô tình mang hắn về, bảo hắn trà trộn vào thiên vân chư tộc, bất quá thiên phú tu luyện của hắn đích xác cực cao, một ngày nào đó có thể đạt đến cảnh giới của ta và ngươi mà trưởng lão viêm hệ bộ tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt chỉ cần chờ nhiệm vụ nằm vùng của hắn chấm dứt thì khi về sẽ tẩy tủy đem thân thể hắn hoàn toàn chuyển thành giác si tộc chúng ta nhưng không nghĩ tới mắt thấy việc sắp hoàn thành thì lại bị phá hoại vẻ mặt lão giả trở nên âm trầm hắc hắc đồ huynh không cần tiếc nuối ta sẽ bắt hung thủ đã giết hắn băm thây vạn đoạn đáng tiếc vì sợ hắn bị người ta phát giác nên chúng ta vẫn chưa để lại tiêu ký trên người hắn nếu không thì đã có thể dễ dàng tìm ra hung thủ nhưng chuyện này cũng không quan trọng chúng ta đã đem hơn nửa nhân thủ thả ra ngoài bọn họ tuyệt đối chạy thoát rồi trung niên nhân mỉm cười nói có các đại trưởng lão tự mình ban thưởng hạ thiên huyền la bàn thì hiển nhiên không cần lo lắng chuyện bọn họ trốn thoát phiền toái duy nhất chính là thứ kia không phải chỉ có một kiện hơn nữa không biết có trong tay vạn cổ tộc nhân hay không chúng ta cũng không nên bước bọn họ vào tình thế cấp bách phá hủy mấy thứ này các đại trưởng lão cũng hiểu rõ muốn mang những đồ vật này còn nguyên vẹn trở về lão già sau khi suy nghĩ một chút thì nói điểm này ta hiển nhiên biết nếu không phải hai ta vẫn còn trốn trong chiến chu chưa lộ diện muốn xác định mục tiêu dùng thủ đoạn lôi đình đoạt vật thì căn bản đã không cho bọn hắn cơ hội phản ứng dựa theo kế hoạch lúc trước trước tiên phái hoàng diệt xác định xem đồ vật kia ở trong tay kẻ nào sau đó lưu lại dấu hiệu rồi chúng ta sẽ động thủ nhưng hiện tại hoàng diệt đã chết đồ vật nọ đang ở đâu cũng không rõ điều này có chút phiền phức trung niên nhân lại nhướng mày Đích xác có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Đồ vật nó quan trọng như thế, nghĩ phải để ở nơi đại quân canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể giao cho kẻ có tu vi thấp. Dù sao xuất ra nhiều nhân thủ như vậy chính là muốn đem tu luyện giả trong lục quang thành một mẻ bắt hết. Những tu luyện giả cấp thấp thì không có một chút cơ hội chạy thoát. Nếu người nào thật sự ngu xuẩn đến mức giao vật đó cho tu luyện giả cấp thấp giữ thì đúng là tiện nghi cho chúng ta. Kể từ đó, phạm vi sẽ rút nhỏ lại ta phỏng chẳng vật đó sẽ ở trong tay thượng tộc cấp cao. Đương nhiên nếu thật sự có thánh tộc thì đồ vật đó khẳng định là ở trong tay thánh tộc. Lão giả chậm rãi phân tích, lời này cũng đúng, nếu là trong phạm vi này thì mục tiêu thật sự giảm đi rất nhiều. Thượng tộc trung giai thì giao cho vũ giao đối phó là được. Chỉ là mấy tên thượng tộc tam giai thì chúng ta phải tự thân xuất mã, phối hợp với người khác. Trung niên nhân cũng gật đầu đồng ý, sáu gã dẫn đầu, lưu lại hai người ở trên chiến thuyền, còn tất cả người khác đều phái ra ngoài. Dựa theo thời gian thì dị tộc cấp thấp hẳn là đã xử lý xong rồi, không có những tên cấp thấp đó quấy nhiễu, có thể sử dụng Thiên Huyền La bàn mà các trưởng lão ban cho. Tồn tại cấp cao thì hẳn là có thể xác định dễ dàng vị trí." Lão giả thì thào nói, trung niên nhân nghe như thế thì không có tiếp lời, nhưng ánh mắt lại chấp động, lộ ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc này tại phủ Cận Lục Quang thành, cự ưng cùng ngân sắc giáp sĩ trên độc mục trải qua một phen tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra tu luyện giả dị tộc, khoảng 18 tên đều bị giết hoặc bị bắt làm tù binh, chỉ có một số ít ẩn nặc cao minh ở gần đó, hy vọng có thể thoát được một mạng. Mặt khác, mấy tên cấp cao thì dựa vào pháp lực cao thâm đã sớm trốn không thấy bóng dáng. Nhưng kim giao lại đuổi theo phía sau, về phần có thể đuổi theo hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá xem ra giáp sĩ cùng song đầu ưng vẫn chỉ tìm kiếm ở gần đó, không có chút ý tứ trợ giúp linh thú này, có lẽ biết Vũ giao kia đáng sợ mà song đầu ưng cùng giáp sĩ cứ khoảng một tấc đất lại tìm kiếm thật kỹ. Đỉnh núi phụ cận hoặc là trong rừng sâu thỉnh thoảng có một hai đạo độn quang từ chỗ bí ẩn bỗng nhiên bay ra, tiếp theo là đàn lớn song đầu ưng hoặc vài chiếc độc mục lập tức bay lên, phát ra các loại công kích đem độn quang tiêu diệt không còn bóng dáng. Mà giờ phút này Hàn Lập đã cách lục quang thành bảy tám chục dặm. Trước đó hắn đại chiến với gian tế của Hỏa Nguyệt Nhân nhìn như kịch liệt, chấn động thật lớn, nhưng trên thực tế lại nằm trong sự trói buộc của Xuân Lê Kiếm Trận, một chút linh khí ba động cũng không phát ra ngoài kiếm trận này. Thậm chí ngay cả hỏa nguyệt nhân cuối cùng phát ra cổ âm ba kinh người, nhưng cũng bị uy năng huyền diệu của Xuân Lê kiếm trận dễ dàng hấp thu. Cho nên mặc dù hai người một phen tranh đấu gần phụ cận lục quang thành, nhưng giác si tộc nhân từ đầu tới cuối lại không hề phát hiện. Mà sau khi Hàn Lập phá hủy nguyên thần hỏa nguyệt nhân, lập tức từ trên người hắn tìm được một khối ngọc hạp cùng kim huyết hoàn. Sau đó dùng hỏa diễm biến thi thể kia thành cho bụi, tiếp theo hắn thu bảo vật cùng kiếm trận lại, dùng hóa thanh phù lặng lẽ rời đi. Lấy uy lực của chân linh phù như hóa thanh phù, ngay cả là tồn tại cùng cấp với Hàn Lập cũng rất khó phát hiện. Cho nên truy binh giác si tộc hiển nhiên lại càng không thể phát hiện được. Kết quả, Hàn Lập cứ như vậy nghênh ngang bay qua từ trên đỉnh đầu song đầu ưng và thuyền độc mộc. Việc này truy binh giác si tộc hiển nhiên không hề phát hiện. Về phần đại đầu cùng lục phu nhân, khi Hàn Lập trì hoãn một lúc thì không biết đã phi độn đến nơi nào rồi bất quá nếu cần ẩn nặc thân hình độn tốc bọn họ hiển nhiên không thể quá nhanh hơn phân nửa là đang còn trong phạm vi mấy trăm dặm hàn lập trong lòng tự định giá nhưng lại không chút dừng lại một bên lưu tâm động tính phụ cận một bên hướng về phía có ít truy binh nhất mà bay đi chỉ một lúc hàn lập đã rời xa lục quang thành mấy trăm dặm trong tầm mắt đã không còn thấy bất cứ bóng dáng kẻ địch nào nữa hắn thở phào mọt hơi nhưng vẫn không thu hồi hóa thanh phù ai biết được giác si tộc nhân có hay không am hiểu bí thuật đặc thù hoặc là nắm giữ bảo vật quỷ dị gì đó, có thể đem phạm vi dò xét phóng đại ra mấy ngàn dặm. Hàn Lập không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Ngay lúc hắn mắt thấy càng lúc càng rời xa lục quang thành, thì trên khoảng không ngân sắc cự đảo, đang có sáu đạo hắc ảnh phiêu phù. Trong đó có hai người rõ ràng là lão giả và trung niên nhân nói chuyện trong đại điện lúc trước. Bốn người còn lại cao thấp mập ốm khác nhau, dường như thân phận cũng khác nhau. Mà giờ phút này, trung tâm sáu người là một bảo vật giống như la bàn đang chậm rãi chuyển động. Chính giữa bảo vật này là một mũi tên dài một tấc, chấp động liên tục, trên mặt la bàn có khắc một số hoa văn cổ quá, đồng thời có kim sắc phủ văn hiện ra, phiêu vũ bất định. Dưới cái nhìn không chấp mắt của sáu người, bỗng nhiên mũi tên chuyển động mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng yên. Đầu mũi tên sau khi dừng lại thì chỉ về một hướng nào đó, ngoài ra còn có quang mang thiểm thước. Được rồi, tồn tại cường đại thứ tư đã xuất hiện bốn người các ngươi chia ra làm hai mà hành động tìm kiếm ở phụ cận gần tọa độ này còn hai người kia thì cứ giao cho hai chúng ta là được xem phản ứng mãnh liệt như thế thì có lẽ là tồn tại thượng tộc tam giai bất quá sau khi các ngươi tìm được người thì trước tiên khoan ra tay chờ sau khi chúng ta giải quyết được hai tên thì lập tức sẽ cùng các ngươi hội hợp nhớ kỹ nếu như bọn hắn có ý định hủy diệt vậy đó thì nhất định phải cản lại bốn người các ngươi mang theo hai vũ giao để đề phòng vạn nhất có gì bất ngờ lão giả rời ánh mắt khỏi la bàn, lạnh lung phân phó. Vâng, bốn người nọ vội vàng không người, tất cả đều đồng thanh đáp, thần sắc cực kỳ cung kính. Ư, ừ, nếu như đã ghi nhớ tọa độ của mình thì lập tức bắt đầu hành động. Cho dù một người cũng đã ở cách đây mấy trăm dặm. Trung niên nhân cũng ở một bên phân phó, bốn người nọ hiển nhiên liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó chỉ thấy lão giả đột nhiên huyết một cái, nhất thời ngân sắc cự đảo bên dưới chợt lóe kim quang, bay ra hơn 10 kim sắc vũ sao, sau vài lần chớp động đã bay đến trên đầu sáu người, bay quanh không ngừng. Lão giả mặt không chút thay đổi vung tay lên, nhất thời bốn đạo nhân ảnh bên cạnh liền hóa thành bốn đạo độn quang bay đi. Tám vũ giao trong số 10 con này cũng bay theo bốn người. Tại chỗ chỉ còn lại hai vũ dao, thành thật đứng tại chỗ. Thấy thủ hạ đã red eye, ánh mắt lão giả lướt qua la bàn một cái, trên mặt bỗng hiện ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên đánh ra một đạo hồng sắc pháp quyết. Kết quả hồng sắc pháp quyết chợt lóe rồi nhập vào trong la bàn, kim la bàn lần nữa xoay tròn, nhưng lần này bảo vật lại chậm rãi chuyển động, chỉ vào một chỗ nào đó. Đầu mũi tên chỉ, đúng là phương hướng mà Hàn Lập thoát đi. chương 1563, hóa huyết, chuyện gì xảy ra vậy, đồ huynh lo lắng về phương hướng kia sao? Trung niên nhân chợt hỏi, không sai, là bản đối với hướng này cũng có phản ứng, nhưng phản ứng lúc mạnh lúc yếu, khi mạnh thì phản ứng mạnh nhất trong tất cả phương hướng, còn khi yếu thì dường như lại không có chút phản ứng. Điều này thật sự có chút kỳ quái. Lão giả nhìn chằm chằm không chung, rồi nhìn la bàn, có vài phần hồ nghi nói. Xem ra người nọ là người mang dị bảo, có thể ảnh hưởng đến cảm ứng của thiên huyền la bàn thì pháp lực thật sự không kém. Chắc là thi triển thần thông nào đó che giấu tu vi, làm cho thiên huyền la bàn cũng không có cách xác định vị trí chính xác. Trung niên nhân hơi trầm ngâm, không quá khẳng định trả lời. Có lẽ là vậy, nhưng nếu là người trước thì thôi, còn nếu là người sau thì không thể bỏ qua. Như vậy đi, trước tiên phái hai vũ giao đi lục soát địa điểm kia, xem một chút rốt cuộc tình huống thế nào. Sau khi có kết quả, ta và người cũng đã làm xong chuyện ở hướng khác, đến lúc đó lại đi một chuyến cũng không muộn. Lão giả đề nghị, cách làm của đồ huynh thật vẹn toàn, cứ như thế mà làm đi. Nếu như thuận lợi thì chỉ cần nửa ngày là sẽ giải quyết xong chuyện nơi đây. Trung niên nhân cười hắc hắc đồng ý nói, hiển nhiên vị này cảm thấy đoạt vật từ trong tay vài tên luyện hư kỳ không phải là chuyện quá khó. Lão giả nghe vậy thì gật đầu, huyết một cái, hai ngân sắc vũ giao sau khi bay một vòng liền bay thẳng về hướng mà la bàn chỉ. Một lát sau, chúng liền biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới, lão giả và trung niên nhân không trần chờ gì nữa, cùng hóa thành hai đạo kinh hồng bắn đi hai hướng khác nhau. Trong đó một đạo đang bắn đi thì đột nhiên bạch quang chợt lóe lên, tiếp theo mờ dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Còn đạo kinh hồng kia sau khi bay được hơn 10 dặm thì chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, một đoàn tử sắc vân vụ phát ra, đem độn quang bao phủ vào trong. Một lát sau, vân vụ tán đi, bên trong liền trống trơn. Trên bầu trời một vùng núi, một gã sắc mặt khô vàng, trên đầu có xúc tu, cưỡi trên linh thú giống như bích hổ phi hành về phía trước. Bích hổ này nhìn không lớn, chỉ cỡ vài trượng, nhưng toàn thân lại phát ra từng tầng hoàng sắc hạ quang, so với màu đất bên dưới thì đúng là nổ bật. Dưới ánh sáng ban ngày, từ trên cao nhìn lại, dị tộc nhân cùng bích hổ này rất khó phát hiện. Dị tộc nhân trong lúc điều khiển linh thú phi hành thì cũng thường nhìn về phía sau, bộ dáng như sợ chết. Người này có tu vi luyện hư sơ kỳ, nhưng không phải là Lục Phu và đại đầu nhân. Xem ra ngày đó trong Lục Quang Thành, ngoại trừ 4 người Hàn Lập và đại đầu nhân thì còn có kẻ khác. Không biết bọn họ làm cách nào giấu giếm sự giám thị của đại đầu nhân, cũng không cùng cao giai của dị tộc khác liên lạc. Xem ra vị này vô cùng cẩn thận, trong thành hắn vẫn giấu giếm tu vi, căn bản không muốn cùng đại đầu đứng cùng một chỗ hết sức rẻ rặt nên không thu hút sự chú ý của giác si tộc. Thừa dịp lúc cửa thành mở ra, liền lặng lẽ trà trộn vào đám thấp dai khác trong tộc chạy trốn. Hiện tại dị tộc nhân này cách lục quang thành chừng hơn ngàn dặm, dựa theo lẽ thường thì hơn phân nửa đã an toàn, nhưng sắc mặt hắn vẫn âm tình bất động. Không biết vì sao, trước đó không lâu, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm bất an, phảng phất như đại họa tùy thời đều có thể phủ xuống. Tộc tâm nghị của bọn họ tuy trên lôi minh đại lục chỉ là một tộc nhỏ, nhưng đối với việc cảm ứng nguy hiểm thì lại có thần thông trời phú. Cho nên đối với dự cảm này, hắn không chút nào khinh thường, cực kỳ cẩn thận chú ý bốn phía. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, dường như đã nhận thấy điều gì, hai chân kẹp chặt bích hổ đỉnh chỉ hành động, đồng thời dùng tâm thần cảm ứng. Đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi, không ngừng đánh giá khắp nơi. Mà trên đầu hắn, đôi xúc tu tù cũng tùy thời chuyển động. Đột nhiên từ hư không gần gì tộc nhân phát ra một đoàn bạch mang, bên trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra nhân ảnh khoát tay, một đạo trùng thiên kiếm quang chém ra, cực kỳ chói mắt, chỉ vừa chớp đã tới ngay trước người dị tộc nhân. Dị tộc nhân cả kinh, nếu không phải đã cẩn thận đề phòng thì sợ rằng chỉ có thể thúc thủ đợi chết. Nhưng may là vừa rồi hắn cảnh giác, cho nên hắc quang trước người nổi lên, một hắc sắc tiểu thuẫn quỷ dị xuất hiện, đồng thời trên người phát ra tiếng vù vù, một vòng bảo hộ ba màu hiện ra. Bích hổ phía dưới cũng đột nhiên run lên, cái đuôi dài thoáng cái hóa thành một hắc ảnh quét ngang ra, đồng thời há miệng phun ra một đoàn lục sắc dịch cầu về hướng nhân ảnh trong bạch quang. Chất lỏng này cực kỳ hôi thối, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn nôn. Dị tộc nhân này không hổ là tồn tại luyện hư kỳ, dĩ nhiên trong nháy mắt công phu đã có nhiều phản ứng như vậy. Nhưng nhân ảnh trong bạch quang lại càng kinh người, kim sắc kiếm khí chợt lóe, không bị cản trở xuyên qua hắc sắc tiểu thuẫn chạm tới trên tam sắc quang cháo. Hắc sắc tiểu thuần vô thanh vô tức chia làm hai mảnh, từ không trung rơi thẳng xuống. Dị tộc nhân liền biến sắc, oanh một tiếng, kim quang chạm tới tam sắc quang cháo, bộc phát ra quang mang kinh người, phát ra tiếng bạo liệt không dứt. Tam sắc quang cháo lại dĩ nhiên có thể chặn kim sắc kiếm quang lại. Bất quá, lúc này đoàn chất lỏng đã đánh lên trên bạch sắc nhân ảnh, đồng thời đuôi của bích hổ cũng đã quét tới. Nhưng bạch ảnh lại lắc mình một cái, thân hình phảng phất như hư ảo, hai loại công kích đồng thời xuyên qua thân thể, đánh vào khoảng không. Đây là thần thông gì vậy? Dị tộc nhân cả kinh, một bên ngừng thần nhìn, một bên lật tay linh quang trong tay chợt lóe hiện ra nhiều ngân sắc phù toản cổ tay run lên bộ dáng sẽ ném ra nhưng đúng lúc này tại hư không phía sau dị tộc nhân bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua một nhân ảnh quỷ dị theo gió hiện lên nhân ảnh này thân hình trong suốt xuất hiện không chút tiếng động phảng phất như quỷ mị mà lúc này dị tộc nhân cũng không phát hiện dị dạng phía sau tay giơ lên phù toản trong tay hóa thành vô số ngân sắc lôi quang bắn thẳng về đại địch trước mặt tiếng ầm ầm nổ ra ngân sắc lôi quang bạo liệt đem nhân ảnh trong bạch quang bao phủ vào trong. Ngân sắc lôi quang này cũng không biết là loại thần thông nào, sau khi phóng ra thì nhiệt độ trong chốc lát đã tràn ngập khắp hư không. Nhân ảnh vừa thấy lôi quang có thanh thế lớn như vậy, khuôn mặt gần như trong suốt khẽ nhe răng cười, cả người liền hóa thành một tầng lục quang bắn ra, một màn khó tin xuất hiện. Tam sắc quang cháo vốn có thể ngăn cản kim sắc kiếm quang, nhưng đối với nhân ảnh biến thành lục quang kia lại không có chút hiệu quả. Chỉ thấy lục quang chợt lóe, xuyên thủng màn hào quang, tiếp theo chui thẳng vào hộ thể linh quang của dị tộc nhân. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng từ miệng dị tộc nhân phát ra. Dị tộc nhân bay lên không trung, nhưng chỉ bay lên được vài chục trượng thì thân hình liền rơi xuống, huyết nhục cả người hắn lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khô héo biến mất. Chưa rơi xuống đất mà chỉ còn lại ra, mà ngay cả nguyên thần của dị tộc nhân cũng biến mất không thấy. Không có chủ nhân điều khiển, nguyên bản lôi quang thanh thế cực lớn kia liền biến mất. Hư không một lần nữa hiện ra nhân ảnh trong bạch quang kết quả chỉ thấy kim quang trong tay chợt lóe đã chém bích hổ kia ra làm nhiều đoạn sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc nhích hắc hắc một tiếng cười đắc ý từ bộ ra phát ra tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt liền xuất hiện một dị tộc nhân giống y như lúc trước dị tộc nhân này giơ hai tay lên nhìn trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị sau khi ánh mắt xoay chuyển thì đột nhiên ngoắc nhân ảnh trong bạch quang một cái nhất thời nhân ảnh kia từ từ đi lại bạch quang trên người thu lại lộ ra hình dáng, rõ ràng là trung niên nhân giác si tộc kia. Chỉ là thần sắc hắn lúc này vô cùng đờ đẫn, giống như một con rối. Hóa huyết ly hồn đại pháp này quả nhiên bá đạo, đáng tiếc là trước kia không luyện thành hấp tinh huyết luyện hóa trước, không thể lại thi triển đại pháp này, nếu không thì dùng để đối địch đúng là rất lợi. Dị tộc nhân này nhìn trung niên nhân trước mặt, có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn phất tay lên, một cái chữ vật thủ chạc bắn ra, từ trong rơi ra bảy tám thứ gì đó. Sau khi thần niệm hắn đảo qua thì không khách khí hư không đánh ra một chảo, mấy cái hạp tử đều bị bắt lấy. Hắn bắt đầu mở ra nhìn kỹ, không lâu sau, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đống đồ vật này mặc dù cũng có một số thứ tương đối chân quý, nhưng lại không có thứ hắn đang tìm. Hắn không nói hai lời, điểm vào chữ vật thủ chạc một cái, nhất thời một mảng thanh hà bay ra, đem tất cả lần nữa để vào trong chữ vật chạc. Mà dị tộc nhân này lại tiếp tục suy ngẫm, đột nhiên vội vàng dùng hai tay lục lọi trên người một trận, kết quả ngoại trừ hai phù toàn cùng vài món khác thì không còn gì. Hư lạnh một tiếng, dị tộc nhân có chút bất đắc dĩ hai tay bắt quyết, một tầng lục quang từ thiên linh cái bay ra, sau khi chớp động thì lần nữa biến thành nhân ảnh nửa trong suốt quỷ dị. Mà dị tộc nhân thì phảng phất như bong bóng, trong nháy mắt lại hóa thành một đống da rơi xuống đất. Nhân ảnh nửa trong suốt kia cũng không trì hoãn, sau khi chấp động liền quỷ dị chui vào thân hình trung niên nhân. Trung niên nhân dùng mình, không khỏi nhắm mắt lại, đồng thời một tầng lục mang lưu chuyển bên ngoài thân thể. Một hồi lâu sau, trung niên nhân thở dài một hơi, lần nữa mở mắt ra. Chỉ thấy nguyên bản ánh mắt thẫn thờ của hắn, lúc này lại trở nên sắc bén, thần quang sung túc, so với lúc trước thì hoàn toàn khác nhau. chương 1564, truy đuổi, ngay lúc trung niên nhân đại triển thần uy, tại một hướng khác, lục phu nhân hóa thành một bóng dáng mơ hồ, đồng dạng cũng ẩn nặc thân hình phi hành trên mặt đất. Nàng bởi vì duyên cớ không thể phi độn cho nên vẫn ẩn thân trong vòng mấy trăm dặm lục quang thành. Bất quá lục dư nhân vẫn không lo lắng, đối với thiên phú ẩn nặc của bộ tộc mình hết sức tự tin. Trừ phi là tồn tại cấp thánh tộc, nếu không thì giác si tộc bình thường quyết không thể tìm thấy hắn. Cho nên vị này từ sau khi chia tay vẫn không ngừng tự đính giá ngọc hạp mà đại đầu nhân đưa. Hắn không ngừng đoán xem đồ vật trong ngọc hạp rốt cuộc ra sao, có thể đổi lấy vạn rượu đan mà hắn sớm vô cùng thèm muốn đồng thời trong lòng cũng âm thầm tự định giá nếu có thể mở ngọc hạp ra thì có thể hay không có chỗ tốt lớn hơn nữa lục dư nhân cũng không phát giác dưới mặt đất phía sau có một đoàn tử ảnh vô thanh vô tức bám theo một đôi mắt lạnh quan sát không chớp mắt từng cử động của hắn một lát sau tử ảnh tựa hồ quan sát xong đột nhiên thân hình xoay tròn hóa thành một tử tuyến lặn xuống phía dưới lục dư nhân lúc này hai chân lục dư nhân vừa vặn chạm đất một tiếng kinh thiên động địa nổ ra mặt đất bỗng nhiên bạo liệt một đôi tay to chấp động hồng quang bắt lấy đôi chân lục dư nhân. Vị mặc lục tộc nhân này hiển nhiên thất kinh, nhưng phản ứng lại không chậm, lập tức linh quang ngoài thân chợt lóe, thân hình xoay tròn, muốn độn quang dãy ra. Nhưng hai tay đối phương nhìn như bình thường, nhưng lại phảng phất như hai thanh sắt cứng, lục dư nhân chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhức, căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Lần này, rốt cuộc sắc mặt hắn đại biến, lập tức há miệng phun ra một đạo bạch quang xuống dưới, chém vào đôi tay kia chỉ nghe tiếng kim loại ken phát ra, bạch quang thu liếm, hiện ra một tiểu kiếm dài một tấc đang bị bắn ngược lại. Hiển nhiên phi kiếm này không thể làm bị thương đôi tay kia. Lục dư nhân hút một ngụm lương khí, nhưng hai tay lập tức bắt quyết, tựa hồ lại muốn thi triển công pháp lợi hại gì đó. Nhưng lúc này đã trễ, một tiếng ngừ lạnh vang lên, một mảnh hồng quang yêu dị từ đôi tay tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy lục dư nhân. Nơi hồng quang đi qua, đất đai gần đó lập tức nóng chảy thành nước, biến thành một vùng dung nham nhất thời một tiếng hét thảm truyền ra, hộ thể linh quang của vị mặc lục tộc nhân này chỉ chấp động vài cái rồi tắt hẳn. Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một vùng rừng rậm gần đó, hai gã giác si tộc luyện hư kỳ đang dừng trên không trung thấp giọng nói với nhau gì đó. Mà gần đó là bốn vũ dao đang bay quanh, không ngừng tìm kiếm. Người này thật đúng là xảo trá, chúng ta vừa mới tới gần, khí tức hắn liền biến mất, ngay cả vũ dao cũng không có cách nào xác định vị trí. Nếu như thế thì có chút phiền phức, một người trong đó thấy vũ giao thủy trung vẫn không phát hiện được gì thì trên mặt hiện ra một tia lo lắng không cần lo lắng người nọ bất quá cũng chỉ là tồn tại cung cấp với ta và ngươi có thể đem khí tức ẩn nặc tốt như thế thì khẳng định vẫn ở gần đây nếu là vậy thì chúng ta cứ ở đây chờ khi hai vị đại nhân đến thì ta xem hắn còn có thể ẩn nấp đi đâu tên còn lại thì bình tĩnh hơn mỉm cười nói chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế tên thứ nhất có chút không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói mà ngay lúc này trong một khu rừng toàn đại thụ, đại đầu nhân trên người khoác một kiện áo choàng màu xám, đem khí tức ẩn giấu thật kỹ. Mà ở một hướng khác, tại một phía núi non, một đạo kinh hồng thản nhiên phi độn nhanh về phía trước. Trong quang mang là một gã trên thân có lân giáp, đầu cá sấu, đúng là một gã dị tộc nhân khác đang toàn lực khống chế độn quang phi hành. Phía sau hắn vài dặm là hai gã luyện hư kỳ của giác si tộc, cưới một phi xa to mấy trượng, ẩn nặc thân hình đuổi theo sau. Mà phía sau phi xa lại là bốn vũ dao đang bám theo lấy lục quang thành làm trung tâm bốn dị tộc luyện hư kỳ chia làm bốn hướng nhưng cơ hồ đều đồng thời gặp cao dai rác si tộc truy tung hàn lập đồng dạng cũng không thể may mắn thoát khỏi giờ phút này hắn đang lơ lửng trên trời cao mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn khoảng không phía xa hai vũ giao dài hơn 10 trượng đang không ngừng bay quanh đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái dị giao long như thế này chỉ thích tắc chúng đã bay đến hơn nữa còn giống như đang tìm kiếm thứ gì bất quá lúc này hàn lập vẫn đang ở trong hóa thanh phù hai quái dao tự nhiên không thể tìm được vị trí thật. Chỉ có thể phản phất giống như ruồi bay quanh, hàn lập sờ sờ cầm, ánh mắt đảo qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện gần đó còn truy binh giác si tộc nào khác, vẻ tàn khốc trên mặt chợt lóe nhưng lại đang tự dịnh giá xem có hay không ra tay giải quyết hai phiền toái này. Hai vũ dao trước mắt bất quá cũng chỉ là hóa thần kỳ, căn bản không thể là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại hắn vừa mới ra khỏi lục quang thành chừng hơn ngàn dặm nếu trong giác di si tộc quả thật có tồn tại hợp thể kỳ đang dùng thần niệm giám thị hướng này, thì khi ra tay sợ rằng hành thích của hắn sẽ bại lộ. Hàn Lập trong lòng liên tục định giá, cuối cùng theo tiềm thức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, thân hình vừa động, muốn lặng lẽ rời đi, nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Hàn Lập bay được hơn 10 trượng thì ngoài thân đột nhiên lóe lên quang mang kỳ lạ, thân hình liền khôi phục như thường, đúng là hóa thanh phủ vào lúc này mất đi hiệu dụng. Tình hình ngoài ý muốn này khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên. Hai vũ giao thấy thân hình Hàn Lập hiện ra, nhất thời đều cảm ứng được mà nhìn lên không chung, nhìn Hàn Lập chằm chằm. Lúc này chúng vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu, hai cánh vỗ lên, khí thế hung hăng lao thẳng đến Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập có chút buồn bực, nhưng thần sắc trầm xuống, hai tay bắt quyết, tiếng lôi minh xé gió sau lưng phát ra, hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hắn nhìn về hai quái giao phía dưới, trong mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Tiếng hử lạnh tuy có vẻ bình thường, nhưng vào tai hai vũ giao thì lại giống như xét đánh. Lập tức trong đầu chúng đau như búa bổ, không tự chủ hết thảm một tiếng, thân hình rơi thẳng xuống. Mà lúc này hai cánh sau lưng hàn lập rung lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất. Sau một khắc, hư không bên dưới một vũ giao ba động, thân hình hàn lập quỷ dị hiện ra, giơ tay đánh về phía vũ giao này. Nhất thời một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hư không thoáng hiện ra vây lấy vũ giao, đem chảm làm hai đoạn, ngay cả tinh hồn cũng bị kiếm quang chém tan tành thân hình hàn lập trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Một khắc sau, không gian bên cạnh vũ giao còn lại cũng ba động, hàn lập cơ hồ hiện ra thân hình. Một ngọc thủ trắng noãn nhẹ ấn một cái lên thân hình quái giao, nhất thời ngũ sắc quang diếm cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt biến nó thành ngũ sắc cự băng. Tiếp theo kim quang trên năm ngón tay hàn lập chợt lóe kim sắc điện hồ bắn ra, đem khối băng phá tan, mà vũ giao cũng theo đó tan vỡ. Một đoàn lục quang từ trong thi thể vỡ vụn bay ra, muốn nhân cơ hội độn xuất, nhưng lại bị một đạo kim hồ xuất kỳ bất ý đánh cho tiêu tán. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian một lần hô hấp, liền giết chết hai vũ giao. Tiếp theo thân hình hắn không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía chân trời, không hề che giấu thân hình. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như giác si tộc không có tồn tại hợp thể kỳ thì căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn, hiển nhiên không cần che giấu làm gì. Nhưng cũng có thể một trận vừa rồi đã kinh động đến tồn tại bậc này, cho nên vận dụng hóa thanh phù lần nữa cũng vô dụng, không bằng trốn thật nhanh thì hơn. Mà ngay sau khi vũ giao chết, lão giả cùng trung niên nhân giác si tộc đều đồng thời cảm ứng được, nhìn về hướng hàn lập rời đi. Dưới chân lão giả là một đống đồ vật, một tay cầm một ngọc hạp, hai mắt lão giả híp lại, nhìn về hướng hàn lập với vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, tay áo hắn đột nhiên phất lên, đống đồ vật dưới chân cùng ngọc hạp liền biến mất không thấy. Sau đó hắn bay lên không, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng về hướng hàn lập vừa rời đi mà trung niên nhân bên kia bởi vì sớm đắc thủ, đã đi về một hướng khác. Giờ phút này mặc dù hắn không ngừng quay đầu nhìn về hướng Hàn Lập, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bảo trì phương hướng bắn nhanh đi, độn tốc nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Hiện tại hắn đang đến gần một mục tiêu khác, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lại quay đầu đi xử lý chuyện của Hàn Lập bên kia. Ý định của hắn là trước tiên xử lý mục tiêu gần, sau đó quay lại cũng không muộn. Vì vậy hai gã cường đại nhất trong đám truy binh giác si tộc chỉ có một người đuổi theo Hàn Lập. Tốc độ của tồn tại bậc này quả thực nhanh đến khó tin. Hàn lập sau khi đánh chết hết vũ giao, hóa thành một đạo kinh hồng chạy được nửa giờ thì như cảm ứng được gì, quay đầu lại, sắc mặt hơi biến. Chỉ thấy cuối chân trời chợt lóe hồng quang, một đạo xích hồng đang bắn thẳng đến chỗ mình. Đạo hồng quang này phảng phất như quỷ mị, chợt lóe liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm trượng, độn tốc so với Hàn lập còn nhanh hơn nhiều lần. Lam mang trong mắt Hàn lập chợt lóe, liền thấy rõ bên trong mơ hồ có một nhân ảnh. Thần niệm quét tới thì trên mặt không khỏi biến sắc, thật sự là một gã hợp thể kỳ, cũng may bộ dáng chỉ là hợp thể sơ kỳ, ngay cả khi không thể địch lại thì thoát thân tuyệt không thành vấn đề. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, Thần xác trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Chương 1565, lực áp hợp thể. Hàn Lập hiển nhiên cũng không có ý tứ nói nhiều với vị hợp thể sơ kỳ này, hai cánh rung lên, linh quang ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh ti bắn nhanh về phía trước. Độn tốc cực nhanh, cơ hồ không chút thua kém hồng quang đang đuổi theo phía sau. Chỉ thấy hai người sau vài lần hô hấp, liền biến mất ở chân trời. Nhân ảnh trong hồng quang hiển nhiên chính là vị lão giả giác si tộc kia. Hắn dựa vào thiên huyền la bàn, dễ dàng tìm được vị trí hàn lập, nhưng không nghĩ còn chưa tới gần thì đối phương lập tức lấy độn tốc kinh người thoát đi. Điều này làm cho lão giả cả kinh, nhưng tiếp theo lại vui vẻ trong lòng. Thần thông đối phương không kém, trên người có thể có vật mà mình muốn. Lúc này hắn thúc giục hồng quang, đồng dạng cũng đuổi theo sát. Hai người phảng phất như thiên ngoại lưu tinh, toàn lực phi độn, một trước một sau, chỉ chốc lát đã bay được hơn ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, hồng quang không thể nào đuổi kịp Thanh Ti. Lão giả trong hồng quang có chút động dung, mặc dù hắn cũng không am hiểu độn thuật, nhưng rõ ràng đã dùng thần niệm đảo qua đối phương, chỉ bất quá là một gã thượng tộc thất giai mà thôi, nhưng hiện tại lại có thể bay xa như vậy mà mình không thể đuổi kịp. Thật sự có chút khó tin. Bất quá lão giả dù sao cũng đã bước chân vào hàng ngũ hợp thể kỳ, kinh nghiệm tranh đấu hiển nhiên phong phú vô cùng. Không sắc độn quang đột nhiên ngừng lại, tiếp theo quang mang nội liếm, hiện ra thân hình lão giả. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lấy ra nhiều tử sắc phù triện. Nhẹ phóng ra một cái, một đoàn tử sắc vân phụ phát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập phương viên hơn 10 trường, đem thân hình lão giả hoàn toàn bao phủ. Hàn lập vẫn dán thị cử động của đại địch, thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày hắn không chút do dự dừng độn quang lại hiện ra thân hình sau đó hít mắt quay đầu nhìn lại hắn có chút tò mò đối phương rốt cục là đang chuẩn bị chủ ý gì chỉ thấy tử sắc phân vụ quay cuồng một trận trong chốc lát liền biến mất kết quả bóng dáng lão giả biến mất không thấy đâu nữa sắc mặt hàn lập khẽ biến không suy nghĩ nhiều thần niệm trong nháy mắt thả ra bao phủ khắp nơi kết quả vẫn không thấy bóng dáng lão giả phảng phất như đã hoàn toàn biến mất thân sắc hàn lập ngưng trọng tay bắt quyết làm mang trong mắt chợt lẽ, nhất thời vận dụng thần thông minh thanh linh mục. Kết quả những nơi ánh mắt đảo qua, hư không trống trơn, vẫn chưa thấy bóng dáng lão giả kia. Điều này làm cho tâm hàn lập trầm xuống, tồn tại hợp thể kỳ nguyên bản đã là đối thủ vô cùng đáng sợ, hiện tại lại ẩn nặc không thể phát hiện hành tung, chẳng phải là càng dễ chết sao. Nhưng hàn lập đồng dạng cũng là người phi thường, tâm niệm vừa động, không chút do dự hóa thành thanh ti phóng đi. Mặc dù không biết đối phương trốn đi nơi nào, nhưng lưu lại đây thời gian dài sẽ càng nguy hiểm hơn bất quá nếu đối phương tiếp tục đuổi theo thì hắn không tin đối phương vẫn che giấu được tung tích tiếng xé gió rít lên thanh thi ngay lập tức đã lao đi hơn trăm trượng bắn thẳng về phía chân trời không thấy bóng dáng hàn lập một bên vừa bay một bên dùng linh mục thỉnh thoảng quét về phía sau kết quả chỉ một lát sau mí mắt hắn vừa động giống như phát hiện được gì tại chỗ sâu trong lòng đất cách hắn vài dặm một bóng người đang phi hành trong lòng đất giống như không có trở ngại đúng là lão giả giác hoàng tộc biến mất lúc trước, người này cũng không biết thi triển loại thần thông nào, dựa vào tử vụ thuấn di vào lòng đất, làm cho Hàn Lập nhất thời khinh thường. Bất quá cho dù Hàn Lập sử dụng minh thanh linh mục, thân hình hắn vẫn mơ hồ không rõ, có thể thấy được thuật ẩn nặc rất cao siêu. Hơn nữa thổ độn của người này khác xa những độn thuật bình thường. Tốc độ của hắn trong lòng đất coi bộ còn nhanh hơn trên không. Nơi hồng quang đi qua, đất đá đều không chút ngăn cản. Hàn Lập đã toàn lực phi đột nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn từng chút được kéo gần lại. Hàn Lập thầm có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không có chút ý dừng lại. Lão giả thi triển đột thuật phía dưới đồng dạng cũng bắt đầu buồn bực. Hắn vốn tưởng rằng đối phương vì không thấy bóng dáng mình, sau khi lúm cuốn tay chân một phen sẽ tiếp tục chạy trốn, nhưng sau khi phi hành một đoạn sẽ bắt đầu giảm tốc độ, thậm chí tạm thời dừng lại. Nhưng Hàn Lập chẳng những không chút trần chờ đã quay đầu bỏ chạy, mà phi hành đã lâu như thế nhưng tốc độ vẫn không chậm hơn chút nào điều này nằm ngoài dự đoán của lão giả nhưng lão giả rất tự tin đối với thần thông ẩn nặc của mình đối với hắn mà nói thần thông này nếu tồn tại cao hơn mình thì có lẽ sẽ bị thần thức cường đại của đối phương nhìn thấy nhưng một gã thượng tộc tu vi thua xa mình căn bản không thể thấy được trừ phi đối phương có được vài loại linh mục thần thông trong truyền thuyết nhưng tỷ lệ này lại thấp đến mức gần như có thể bỏ qua hiện tại mắt thấy hàn lập không trúng kế lão giả bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo sát không tha hắn hiển nhiên cũng nhìn ra tốc độ phi độn dưới đất của mình nhanh hơn hàn lập một chút. Do vậy hắn sẽ không dễ dừng tay. Hai người, một người cố tình, một người kinh nghi, cứ như vậy một hơi phi độn ra sang ngàn dặm. Hàn lập mắt thấy tử ảnh càng lúc càng đuổi gần, thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt cũng bắt đầu nhìn khắp phụ cận không ngừng. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai ngọn núi cao, cây cối um tùm, địa hình có chút hiểm trở. Mà khoảng giữa hai ngọn núi đúng là rừng cây vô cùng rậm rạp. Hàn lập thấy vậy, trong lòng vừa động, Lam Mang trong mắt chấp động nhìn xuống phía dưới một cái. Chỉ thấy đoàn tử ảnh đã cách hắn không tới trăm trượng, sợ rằng chỉ cần hắn hơi sơ sẩy một chút thì sẽ bị đối phương bắt kịp. Hàn lập hít sâu một hơi, đột nhiên phương hướng độn quang biến đổi, bắn nhanh vào trong rừng cây. Chỉ thấy tiếng xé gió dừng lại, thanh ti sau một lần chấp động liền biến mất vào trong rừng cây không thấy bóng dáng. Độn quang thu lại, thân hình hàn lập hiện ra, nhưng sau một khắc, tay áo vung lên, hơn 10 thanh tiểu kiếm phát ra tiếng thanh minh hai tay bắt quyết, tiểu kiếm rung lên, hóa thành hơn 10 thanh ti bắn nhanh xuống phía dưới. Tiếng xé gió nổi lên, vô số thanh ti bay lượt, tất cả đại thụ rậm rạp bên dưới đều bị thanh ti cắt đứt. Trong nháy mắt, một vùng đất trống trải vài trăm trượng bỗng xuất hiện. Làm xong tất cả, thân hình hàn lập thoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại một gốc đại thụ cao mấy trượng, thần sắc lạnh nhạt điểm một cái. Thanh mang cực nhanh, tất cả thanh ti đều ẩn nạc vào hư không bốn phía không thấy bóng dáng. Hàn lập hai tay bắt quyết, nhất thời trên người vang lên một tiếng sét vô số kim ngân điện hồ bắn ra mãnh liệt ngưng hóa thành một kiện kim ngân sắc trường bào tiếp theo hắc khi sau khi quay cuồng phía dưới trường bào lại hiện ra một kiện hắc sắc sát giáp cuối cùng hàn lập há miệng phun ra một tiếu thuẫn trong suốt sau khi làm xong tất cả hàn lập chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên không trung thân hình vẫn không nhúc nhích ngay lúc hàn lập đang đứng thì tại chỗ sâu trong lòng đất đồ hình lão giả mặt mang dị sắc nhìn chăm chú hàn lập trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang mãnh liệt. Hiện tại hắn đã đuổi tới gần Hàn Lập trong gang tấc, nhưng vẫn chưa vội ra tay. Bất quá đối mặt với một gã mà cảnh giới kém hơn mình nhiều, lão giả cũng không có ý nhẫn nại thêm nữa. Thần niệm đảo qua gần đó, xác định đích xác nơi đây không còn ai khác ngoài Hàn Lập, cũng không có cậm bẫy gì, thần sắc lão giả chợt biến, thân hình xoay tròn, biến mất trong lòng đất. Một khắc sau, một màn xuất hiện ngay chỗ Hàn Lập đứng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đôi tay to màu đỏ đậm từ dưới đất bắn ra, ôm lấy hai chân Hàn Lập. Hắn căn bản coi như không nhìn thấy ba tầng bảo hộ của Hàn Lập, thanh thế to lớn, phảng phất như long trời lở đất. Hàn Lập dường như đã sớm dự liệu đến công kích này, thân hình thoáng mơ hồ, chớp một cái liền xuất hiện tại chỗ khác cách đó hơn 10 trượng. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, thân hình Hàn Lập vừa hiện ra thì trong hư không chợt lóe hồng quang, đồ lão giả đồng dạng cũng thoáng hiện ra. Hung quang trên mặt lão giả chợt lóe, hai tay huy động lên phía trên, Nhất thời hai đoàn quyền ảnh màu đỏ đậm hiện lên, mang theo sức nóng khủng khiếp đánh thẳng về phía Hàn Lập. Vị cao giai giác hoàng tộc này dường như cũng là một người pháp thể song tu. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe kinh ngạc, hắc thủ âm thầm lộ ra từ trong tay áo, hướng phía dưới hư không nhấn một cái. Một điểm hắc ảnh từ lòng bàn tay chợt lóe bay ra, sau khi xoay tròn thì biến thành một ngọn tiểu sơn cao mấy trượng, không chút tiếng động đè xuống phía dưới. Vừa lúc đón đỡ quyền ảnh bên dưới, lão giả họ Đồ thấy vậy, khóe miệng co quắp một chút, nhưng không đổi công kích, ngược lại trên mặt lộ ra một tia châm chọc, đồng thời trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ. Đôi tay của hắn mạnh thế nào, chỉ sợ khi đối phương chết thì mới chính thức biết rõ. Trong lòng nghĩ như vậy, lão giả đột nhiên đề cao công pháp, quyền ảnh trong hồng quang nháy mắt cuồng trướng thêm vài lần, biến thành một cái đầu lâu lớn, mà mặt ngoài quyền ảnh cũng nổi lên xích mang cùng dung nham chói mắt, ngay cả hư không gần đó phảng phất cũng bị nung đỏ, phát ra nhiệt độ cực cao làm hư không hoàn toàn bị vặn vẹo biến hình ý định của hắn dĩ nhiên là dùng đôi tay đánh nát nguyên từ thần sơn hàn lập thấy cảnh này trong mắt lộ ra một tia kỳ quái đúng lúc này quyền ảnh đã va chạm cùng hắc sắc tiểu sơn hai bên vừa tiếp xúc nhưng lại không phát ra âm thanh nào quyền ảnh cùng tiểu sơn run lên thời gian phảng phất như ngưng lại giữa không trung nhưng lập tức một vòng hào quang màu hồng giống như bánh xe khổng lồ hóa thành quang ba bạo liệt về bốn phía hàn lập chỉ cảm thấy hai tai chấn động tiếng xé gió long trời lở đất không ngừng truyền đến tai. Những đại thụ xung quanh khi vừa tiếp xúc với quang ba trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Mà mặt đất thì kịch liệt chấn động, một cái hố rộng hơn 10 trượng hiện ra, sâu cỡ hơn một trượng. Hàn lập cả kinh, lam mang trong mắt thiểm động, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy nguyên từ thần sơn vẫn đang huyền phù trên không trung không chút sức mẻ, nhưng quyền ảnh khổng lồ bên dưới thì lại đang tan giã, lộ ra một đôi tay bình thường đang gắt gao chống đỡ lấy tiểu sơn, làm cho nó không thể hạ xuống thêm được nữa. Mà chủ nhân đôi tay này, bất ngờ chính là lão giả họ đồ. Hai tay hắn có chút khủy xuống, mặt đỏ như máu, bằng vào đôi tay cùng một thân thần lực nâng đỡ nguyên từ thần sơn. chương 1566, Hỏa Mộc Tương Khắc. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt chợt lóe, thân hình thoáng một cái, người liền xuất hiện trên đỉnh Hắc Sơn, dùng mũi chân nhẹ điểm một cái. Nhất thời Hắc Sắc Tiểu Sơn phát ra một trận hôi bạch dĩ mang, hình thể đại trướng, chỉ một chút liền hóa to hơn 300 trượng Nguyên bản lão giả họ đồ còn có thể miễn cưỡng nâng đỡ tiểu sơn Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai chân trùng xuống, hãm sâu vào mặt đất đến hai bắp chân Đúng là lão giả chỉ bằng vào sức mạnh bản thân thì không thể nâng ngọn núi lên Cho nên không thể không đem lực lượng chuyển hóa lên mặt đất Hàn lập thấy vậy, mặt không biểu tình, nhưng lại dẫm lên ngọn tiểu sơn một lần nữa Nguyên bản nguyên từ thần sơn đã rất nặng, giờ phút này còn cộng thêm cự lực của Hàn lập hắc sắc sơn phong thoáng một cái ầm ầm hạ xuống, đem thân hình lão giả hoàn toàn đè dưới ngọn núi, không hề nhìn thấy thân ảnh lão giả nữa. Nhưng Hàn Lập thấy vậy lại càng phòng bị, hắn không thật sự cho rằng chỉ đơn giản thế này lại có thể đánh chết tồn tại hợp thể kỳ. Bộp, hắn khôn nói hai lời chắp tay bắt quyết, một cánh tay khác trắng nõn như ngọc nhẹ hướng về phía hắc sắc tiểu sơn bên dưới điểm một cái, thể thích tiếp tục cuồng trướng. Đồng thời một cổ ngũ sắc quang diếm từ ngón tay trắng nõn cuồn cuộn tuôn ra đánh xuống ngọn núi phía dưới. Nơi ngũ sắc quang diễm đi qua, một tầng ngũ sắc hàn băng từ đáy lan rộng, chỉ một lát đã biến mặt đất xung quanh 10 trượng thành hàn băng. Mà hắc sắc tiểu sơn đã cao hơn ngàn trượng, hình thái không khác chút nào so với ngọn núi thật. Dưới tình thế như vậy, nhưng Hàn Lập vãn không có ý dừng tay, linh quang ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua một bên, thanh quang sau khi chợt lóe thì quỷ dị biến mất vào hư không. Lấy trung tâm hắc sắc cửa phong, không trung bốn phía bỗng nhiên truyền tới tiếng ầm ầm trầm thấp một khẩu thanh sắc tiểu kiếm hiện ra từ hư không, nhưng lập tức thanh quang chợt lóe, hóa thành một thanh liên cực lớn. Liên hoa này xoay tròn, nhất thời bốn phía ẩn hiện tàn ảnh, càng lúc càng nhiều liên ảnh hiện ra, hơn nữa cùng dần dần từ hư hóa thành thật. Trong lúc nhất thời, khắp trời đều là liên hoa chấp động, quang hoa liên kết cùng nhau, hình thành quang mạc thật lớn, đem lão giả hoàn toàn vây lại trong đó. Hàn lập nhân cơ hội này phát động xuân lê kiếm trận. Đúng lúc này, một tiếng hống cực kỳ giận dữ truyền ra từ dưới đáy núi, Tiếp theo một trận chú ngữ xa lạ huyền ảo liên tiếp vang lên, hư không gần đó đột nhiên hiện ra từng đợt hồng sắc quang hà, lúc bắt đầu chỉ là mười mấy đợt, nhưng theo tiếng chú ngữ ngày càng nhanh kia thì hồng hà cũng ngày càng nhiều. Chỉ một lát sau, không trung phảng phất như hoàn toàn bị nhiễm đỏ. Cùng lúc đó, nhiệt độ trở nên cực kỳ cao, đủ để đem một người bình thường trong nháy mắt nướng thành than. Nhưng lập tức tiếng chú ngữ xé gió dừng lại, tất cả hồng hà đều hướng hàn băng trên mặt đất phảng phất như có tiếng sét đánh liên tiếp phát ra từ dưới đất. Tiếp theo vài tiếng phốc phốc buồn bực vang lên, từng đạo xích hồng quang trụ to lớn phá băng bắn ra. Quang trụ chỉ chấp động vài cái, lớp băng liền nhanh chóng tan ra. Mặt đất trong hồng quang gần đó, trong nháy mắt tan ra thành chất lỏng màu đỏ đậm. Cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, một mảnh đất khổng lồ đã biến thành hồ dung nham. Hắc sắc sơn phong đang quay cuồng trong dung nham, từ từ lặn xuống phía dưới, trong nháy mắt đã chìm hơn phân nửa vào trong dung nham quả nhiên chỉ dựa vào một chút lực thì không thể làm tổn thương đến các hạ. Thanh âm hàn lập bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thản nhiên truyền đến. Trong dòng dung nham, hắc sắc sơn phong kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành hơn một trượng, sau đó nhỏ dần. Cuối cùng hóa thành một đạo quang ba bay ra, nhưng khi bay ra khỏi dung nham được mấy trượng, trong dung nham bỗng truyền tới tiếng xé gió của lão giả họ đồ, động phủ lão phu đang thiếu một vật trang trí, bảo vật này khôn tệ, lưu lại cho ta. Dứt lời, dung nham trong hồ lập tức dâng lên cao hơn 10 trượng, hồng quang chợt lóe, hóa thành một bàn tay to đỏ đậm, một tay chộp lấy hắc sắc tiểu sơn vào trong. Hồng quang trên tay chợt lóe, bộ dáng muốn lôi hắc sơn xuống hồ dung nham. Ngay cả khi Hàn Lập thu hồi hơn phân nửa uy lực của hắc sơn, nhưng sức nặng của nguyên từ thần sơn cũng không phải chỉ một bàn tay huyễn hóa ra là có thể dễ dàng lay chuyển. Hắc sắc tiểu sơn chớp động vài cái, vẫn không hề di động chút nào trong đại thủ, nhưng dưới sự kiềm chế, nó đồng dạng cũng khôn thể dễ dàng bay về phía thanh sắc quang mạc gần đó. Nhưng Hàn Lập phát ra một tiếng hừ lạnh, khôn gian bốn phía đại thủ chợt ba động, vô số thanh ti từ trong hư khôn quỷ dị hiện ra. Chúng vây lấy đại thủ kia, thanh mang chấp động, đại thủ do dung nham biến thành lập tức bị chém tan tành, năm ngón tay rơi xuống. Kể từ đó, hắc sắc tiểu sơn nhân cơ hội này lần nữa nhanh chóng bỏ chạy, chỉ thấy ô quang sau vài lần chấp động liền chui vào trong quang mạc không thấy bóng dáng mà thanh thi cũng theo đó biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên có chút thần thông, trách không được lại có dũng khí ngạnh kháng trước mặt lão phu. Lão giả dường như vẫn chưa tức giận, nhưng lời nói lại vô cùng âm trầm. Cơ hồ trong lúc đó, dung nham trong hồ tách ra hai bên, cả người lão giả lập lè hồng quang bắn thẳng lên cao hơn 10 trượng, sau đó mới dừng lại. Sắc mặt hắn mang theo một tia cảnh giác, ánh mắt âm sâm đảo qua mọi nơi. Kiếm trận, thần sắc lão giả vừa động, Liếc mắt một cái đã nhìn ra vài phần. Bất quá ngay lúc thân hình lão giả hiện ra, thanh liên bốn phía nhất loạt phát ra quang mang, vô số cánh liên hoa bắn ra. Trên đường bay, chúng lại chợt lóe, hóa thành từng đạo phong nhận, lấy khí thế phô thiên cái địa bắn nhanh về phía lão giả. Sắc mặt lão giả trầm xuống, không thấy thúc dục pháp quyết, chỉ là hồng quang ngoài thân trượt cuồng trướng, hóa thành một tầng quang mạc đỏ đậm bao phủ bản thân lại. Phốc phốc, phong nhận phảng phất như thiêu thân lao vào lửa, đụng vào người lão giả liền hóa thành hỏa cầu trong nháy mắt bị đốt cháy hết. Vị giác si tộc này không biết tu luyện loại công pháp hỏa thuộc tính nào, dĩ nhiên lại bá đạo đến như thế, ngay cả trúc tiến mà liên hoa huyễn hóa cũng có thể trực tiếp đốt tan giã. Nhưng nếu lão giả đã ở trong kiếm trận thì thủ đoạn công kích của Hàn Lập hiển nhiên sẽ khôn chỉ có chút như vậy. Trong tích tắc khi phong nhận không có hiệu quả, thanh quang trên trời cao đại phóng, một thanh sắc cử mục bóng hiện ra, tiếp theo đập thẳng xuống. Nhìn kỹ thì thấy trong thanh quang có lẫn hắc quang, tựa hồ vô cùng trầm trọng. Lão giả thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, hồng quang ngoài thân đột nhiên truyền hết vào tay áo, hắn phất tay, hồng quang bỗng nhiên vào thẳng lên khôn trung. Nơi hồng quang đi qua, thanh sắc cử mộc chỉ hạ xuống được vài chục trượng thì liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Tiểu tử, đừng phí tâm cơ, kiếm trận nếu có thuộc tính khác thì có khả năng tạo một chút phiền toái cho lão phu, nhưng nếu chỉ đơn thuần là pháp trận mộc thuộc tính thì căn bản vô dụng. Lão phu phá trận này bất quá chỉ là chuyện nhấc tay. Lão giả đột nhiên lớn tiếng quát, Tiếp theo hắn đột nhiên bắt quyết, hồng quang ngoài thân đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra, đánh lên trên thanh sắc quang mạc, nhiệt đỏ cao trong nháy mắt tràn ngập khắp cả không gian trong quang mạc. Trên mặt lão giả mang theo một tia đắc ý, dựa theo suy nghĩ của hắn, công pháp hỏa thuộc tính vốn bá đạo, đối mặt với cấm chế một thuộc tính thì hiển nhiên có thể dễ dàng phá vỡ, vì thế kiếm trận này sẽ nhanh chóng bị phá. Sau đó dựa vào tu vi cường đại, nhất cử diệt sát đối thủ có chút phiền toái trước mắt này tiếng oanh long long trầm muộn liên tiếp truyền đến ngay từ đầu quang mạc bốn phía đích xác giống như lão giả nghĩ bị quang trụ dễ dàng xuyên thủng thành lỗ hổng lớn bộ dáng thanh liên sẽ lập tức bị hỏng mất nhưng đúng lúc này đột nhiên lão giả cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ quang mạc bốn phía thanh liên trong nháy mắt biến mất nhưng bản thân hắn lại ở trong một chỗ xa lạ bốn phía đều là đại thụ cao hơn 10 trường ảo thuật ngay cả khi kiến thức lão giả rộn rãi thì lúc này đây cũng thật sự thất kinh ảo thuật hoặc pháp trận cấm chế thì khôn ngạc nhiên, ngay cả kiếm trận cũng vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên lão giả nhìn thấy kiếm trận pha lẫn ảo thuật. Bất quá lão giả họ đồ lập tức khôi phục chấn định, tay bắt quyết, hồng quang ngoài thân chợt hiện, một đạo hỏa trụ cuồn cuộn xích diễm phóng lên cao. Lão giả há miệng, phun tiếp một đạo phù toàn, phù toàn chợt lóe lên, hóa thành cơn lốc xông thẳng vào hỏa trụ. Trong phút chốc gió và lửa giao nhau, nguyên bản hỏa trụ chỉ có một trượng, giờ phút này biến thành hơn 10 trượng, thành thế cực kỳ to lớn lão giả đứng ở trung tâm hỏa trụ, khoanh chân ngồi xuống đồng thời đỉnh đầu chợt lóe hồng quang, một khuôn mặt hung dữ hiện ra, nhưng toàn thân lại có lân phiến đỏ đậm. Trong nháy mắt khi hư ảnh xuất hiện, thiên địa nguyên khí khu vực gần đó đều bị điều động. Từng ngũ sắc quang điểm nhỏ như hạt đậu, tại phương viên 10 dặm xung quanh, rừng rậm, cỏ cây gần đó đều nhổ gốc, chúng tựa hồ đều bị triệu hoán, điên cuồng tuôn về phía kiếm trận. Vô số quang điểm từ trên không trung hạ xuống, nhưng khi đến gần kiếm trận lập tức bị một mảnh thanh sắc kiếm quang chắn bên ngoài. Các loại quang mang khác nhau bay múa trong kiếm quang, bạo liệt hóa thành một đoàn ngũ sắc vũ khí, nhưng số lượng quang điểm thật sự rất nhiều, giống như vô cùng, vô tận. Trong chốc lát, vũ khí sau khi bạo liệt liền hợp lại thành chất lỏng, làm cho thanh sắc kiếm quang đang bay múa cũng dần trì hoãn, dần trở nên mất linh. Mà đồng thời lúc đó, lão giả họ đồ thúc dục hỏa trụ to lớn, đồng dạng phát tán tàn phá kiếm trận. Vô số cự mục được ảo thuật biến thành, đều bị hỏa trụ thiêu đốt, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Mặc dù cây cối chỉ là chút huyễn ảnh, nhưng chúng lại được phi kiếm ẩn chứa một linh lực tinh thuần huyễn hóa ra. Cho nên cây cối dưới hỏa lực mạnh như thế liền bị thiêu đốt hết, nhất thời cảnh sắc bốn phía lão giả trở nên mơ hồ, một lần nữa hiện ra cảnh sắc chân thật ban đầu. Chương 1567, Hỗn Thiên Địa cùng Hồ Lô. Hàn Lập ẩn thân trong kiếm trận, thấy cảnh này thì trong lòng có chút trầm xuống. Đối phương không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, Thân ở trong kiếm trận nhưng vẫn có thể điều động nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, mạnh mẽ đè ép kiếm trận. Bất quá, đây cũng là vì cảnh giới tu vi của hắn kém nhiều so với đối phương. Nếu cung cấp thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào cảnh giới chi lực, dễ dàng đánh tan việc điều động thiên địa nguyên khí này. Dù sao việc đánh tan dễ dàng hơn việc triệu hoán thiên địa nguyên khí nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tồn tại ngoài luyện hư kỳ rất ít khi trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí công kích đối phương, cho dù có thật sự làm như vậy tốn sức tập hợp thiên địa chi lực, nhưng cảnh giới tranh lệch không nhiều thì rất dễ bị đối phương cướp quyền điều khiển, vì thế được không bằng mất. Cho dù ngẫu nhiên trong tranh đấu có xuất hiện cảnh điều động thiên địa nguyên khí thì hơn phân nửa là muốn thi triển đại thần thông nào đó, pháp lực bản thân không đủ cho nên không thể không điều động thiên địa nguyên khí bổ sung. Loại tình hình này phải có một người phụ kế bên để có thể tập trung điều động thiên địa nguyên khí, không bị người khác cướp đoạt. Bất quá nói đến phạm vi điều động thiên địa nguyên khí tấn công địch thì cũng thường là mượn thiên địa lực trong phạm vi 10 dặm, tận lực giảm bớt thời gian làm phép và phải cam đoan điều khiển lực ổn định. Lúc này lão giả họ đồ thấy cảnh giới hàn lập kém xa mình, mới dám không kiêng nể gì điều động nhiều thiên địa nguyên khí công kích kiếm trận. Đối mặt với thủ đoạn này, hàn lập hiển nhiên cảm thấy đau đầu. Bất quá lúc đầu thanh nguyên tử dùng tu vi luyện hư kỳ đánh với tồn tại hợp thể kỳ, đối với việc thiên địa nguyên khí cường hành công kích cũng có đối sách. Hàn lập thở dài một hơi, Mười ngón tay búng ra từng đạo pháp quyết vào trong kiếm trận. Thanh sắc quang mạc chợt cuồng hiện vài cái, nguyên khí bên trong kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo quang mạc đang bị thiên địa nguyên khí đẻ ép, bỗng co rụt lại, thanh liên đột nhiên mở ra, quay tròn. Trong nháy mắt, thanh sắc tuyển qua hiện lên bên ngoài quang mạc. Tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút mạnh vào tuyển qua. Trong nháy mắt, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị kiếm trận thu nạp. Quang mạc vốn lung lay, trong nháy mắt lần nữa ổn định lại lão giả trong kiếm trận đang thúc giục phong hỏa chi trụ đánh vào quang mạc, thiên địa nguyên khí bên ngoài đột nhiên có biến hóa, hiển nhiên lão giả là người đầu tiên cảm ứng được. Trong lòng lão giả cả kinh, tuyệt đối không nghĩ tới kiếm trận này còn có thần thông huyền diệu như thế. Nói như vậy, hắn tụ tập thiên địa nguyên khí chẳng phải là làm tăng mạnh uy lực của kiếm trận sao? Dưới sự kinh sợ, lão giả không cần suy nghĩ hét lớn một tiếng vang vọng khắp kiếm trận. Thiên địa nguyên khí đang tụ tập bên ngoài kiếm trận, nhất thời sau tiếng hét bỗng bị một lưỡi đao gió chém tan. Mà kiếm trận sau khi thu nạp nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, thanh sắc quang mạc trở nên càng xanh, độ dày không biết hơn xa lúc trước bao nhiêu. Chính mình triệu tập thiên địa nguyên khí, ngược lại không cẩn thận đã trợ giúp đối thủ, chuyện mất mặt như thế truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm cho người trong tộc cười đến rụng răng sao. Lão giả họ đồ giận dữ, cười lạnh ba tiếng, tiếp theo hắn vỗ thiên linh cái, nhất thời một cổ hồng hoàng bạch sắc linh quang bay ra, thoáng cái liền hiện ra một hư ảnh thật lớn với diện mục mơ hồ. Không chờ Hàn Lập nhìn rõ diện mục thật của hư ảnh, hư ảnh liền bay về phía lão giả. Lão giả họ đồ hống một tiếng dài, khuôn mặt thanh tú biến mất, trở nên cực kỳ hung dữ. Hình dáng cũng chợt cao lên 6 7 trượng, trên trán mọc ra một cái sừng màu hồng dài nửa thước, da thịt thì đầy lân phiến đỏ đậm. Trong chốc lát, lão giả bỗng biến thành một yêu ma đáng sợ. Hắn giữ tợn cười, hai tay vung lên, một kim sắc tiểu phiến hiện ra, trên mặt có hỏa vụ lượn lờ. Tay kia thì cầm một cái túi quỷ dị, hắn ném hai bảo vật lên trời, trong miệng phát ra những tiếng chú ngữ cổ quái mà Hàn Lập nghe không hiểu. Tiểu phiên thoáng một cái, từ phía trên phun ra một cổ kim sắc hỏa diễm, mà cái túi thì phun ra một trận bão cát màu lam. Lão giả há miệng, cũng phun ra một đoàn hỏa vẫn đỏ như máu. Ba thứ này nhất thời dung hợp vào trong hỏa trụ đang tàn phá kiếm trận. Trong chốc lát, hồng, lam, vàng, tam sắc quang mang hòa cùng nhau, sau đó hóa thành tam sắc phong hỏa lực, uy lực có thể làm dung chuyển thiên địa, bạo phát trong kiếm trận. Hàn Lập thấy tình hình không ổn, liên tiếp thúc dục Xuân Lê kiếm trận biến hóa ra vô số huyễn thuật. Nhưng vô luận huyễn hóa ra bất cứ thứ gì, đều bị tam sắc phong hỏa lực đốt cháy. Bộ dáng Xuân Lê kiếm trận không thể ngăn cản nổi, thanh sắc quang mạc dưới sự công kích không ngừng của phong hỏa lực, một lát sau thì bắt đầu chợt sáng cho tối. Hàn Lập hít một hơi, bất quá hắn hoảng sợ như vậy, một nửa bởi vì tam sắc phong hỏa lực, một nửa khác chính là cái túi màu lam mà lão giả họ đổ lấy ra sau khi biến thân. Bảo vật này hắn thoạt nhìn rất quen, hình như là một kiện linh bảo trên hỗn độn vạn linh bảng, hỗn thiên đại. Bảo vật này mặc dù xếp ở giữa bảng, nhưng lại có vài loại thần thông lợi hại, cho nên danh khí thật sự không nhỏ. Nhiều năm trước, bảo vật này từng rơi vào tay một vị nhân tộc, nhưng sau khi vị này chết thì bảo vật cũng quỷ dị biến mất. Năm đó vì chiếm đoạt bảo vật này, rất nhiều tu sĩ cấp cao của các tộc tranh giành, nhưng không tìm ra chút manh mối. Không hiểu thế nào lại rơi vào tay giác si tộc, Hàn Lập cảm thấy khó giải quyết, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển vì một tiếng hử nhẹ bỗng vang lên. Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, theo lời đồn thì kiện hốn thiên đại này không thể chỉ có chút thần thông ấy, chẳng lẽ chỉ là một kiện phỏng chế phẩm, hoặc là mình nhìn lầm. Hàn Lập không thể phán đoán chính xác, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ. Mắt thấy kiếm trận không thể chống đỡ thêm, Hàn Lập hít mắt, một luồng hàn mang hiện lên. Nghe Đồn Thanh Nguyên Tử dùng kiếm trận này có thể đối phó tồn tại hợp thể kỳ, mặc dù không phải là giả, nhưng hơn phân nửa bởi vì Thanh Nguyên Tử đã tu luyện kiếm quyết này đến mấy tầng cuối, cho nên mới có thể phát huy 12 thành uy lực. Mặc dù hắn cũng có thể luyện chế ra Thanh trúc phong vân kiếm, nhưng công pháp tu luyện cũng không phải chỉ chuyên về kiếm trận này, cho nên vài loại thần thông có thể nói là sát chiêu khác vẫn không thể thi triển. Cho nên không thể vây khốn được lão giả trước mắt, bất quá vì hấp thu nhiều thiên địa nguyên khí làm cho kiếm trận có một loại thần thông uy lực không nhỏ, có thể miễn cưỡng thi triển. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, dường như nghĩ tới điều gì. Loại thần thông này vô cùng lợi hại, một khi thi triển ra, bất luận có hữu hiệu hay không thì sợ rằng bản thân kiếm trận cũng lập tức bị phá hỏng. Nhưng tình huống trước mắt cũng có thể thử một lần, nếu không hiệu quả thì chỉ có thể vận dụng vài loại biến thân trong kinh chập thập nhị biến đại chiến với đối phương một hồi. Nếu vẫn không được thì hắn vẫn còn rất nhiều phù lục cùng vệ kim trùng bởi vậy dù đại chiến với vị hợp thể sơ kỳ cho đến giờ hắn vẫn chân định sau một khắc hàn lập cũng lẩm bẩm trong miệng nhất thời một màn khó tin xuất hiện trong kiếm trận chỉ thấy thanh sắc quang mạc trở nên mơ hồ bỗng nhiên hiện ra một cây đại thụ khổng lồ lúc vừa mới xuất hiện thì chỉ mấy tấc nhưng sau một khắc thì cuồng trướng tới mấy trượng đại thụ nở hoa kết quả dưới ánh mắt giật mình của lão giả ngừng kết thành một tiểu hồ lô xanh biếc hồ lô chỉ bằng cái bát nhìn cực kỳ bình thường nhưng sau một khắc Thanh Liên trong quang mạc rung lên, phun ra vô số đạo kiếm ảnh dài một tấc, tất cả đều chui vào trong hồ lô. Theo đó mặt ngoài hồ lô bỗng hiện ra một đạo thanh sắc kiếm ấn. Ban đầu thì mờ nhạt như không thấy, nhưng khi lượng lớn ngũ sắc quang hà rót vào trong hồ lô thì kiếm ấn trở nên vô cùng rõ, chớp động ngũ sắc quang mang. Lão giả họ Đồ mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng hồ lô xuất hiện quỷ dị như thế thì hiển nhiên trong lòng rất bất an. Lúc này hắn không suy nghĩ, hư không đánh ra một chảo lớn về phía hồ lô. Nhất thời tam sắc phong hỏa lực trong kiếm trận bỗng nhiên quay cuồng, hóa thành tam sắc đại thủ, khí thế hung hãn đánh về phía Hồ Lô. Nếu Hồ Lô chỉ là vật bình thường, lấy biểu hiện đáng sợ của tam sắc phong hỏa lực trước đó, sợ rằng đại thủ không cần trực tiếp tiếp xúc thì đã đem Hồ Lô đốt thành khói. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ trên cao truyền đến một từ lạnh lùng của Hàn Lập Trảm. Hồ Lô quay tròn, bỗng nhiên đảo ngược, quang mang lưu chuyển một trận, chợt lóe, phun ra một kiếm quang dài cỡ một thước ngũ sắc kiếm quang chấp động linh quang không ngừng phù văn lớn nhỏ tịa gần kiếm quang không ngừng lập lòe kiếm quang chỉ chợt lóe lên liền biến to lên một trường tiếp theo cự kiếm nhắm ngay hướng tam sắc đại thủ hư không chém ra một nhát vô thanh vô tức nhìn như không có chút uy lực nào nhưng tam sắc đại thủ không chút dấu hiệu bỗng phân ra làm hai phát ra tiếng nổ ầm ầm phương hướng cự kiếm thay đổi mục tiêu tiếp theo là lão giả cách đó không xa lão giả họ đồ thấy cảnh này sắc mặt nhất thời biến đổi Chương 1568, Nguyên khí chi kiếm. Lão giả nhìn phi kiếm trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn không cần suy nghĩ, há miệng phun ra một phi kiếm cực mỏng, trong suốt, phảng phất như được luyện chế từ thủy tinh. Phi kiếm chỉ chợt lóe, liền hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi. Mục tiêu đúng là ngũ sắc quang kiếm quỷ dị nọ, một tiếng hừ nhẹ từ hư không truyền ra, ngũ sắc quang kiếm bỗng thoáng lên một cái, lần nữa chém về phía xa. Kinh hồng nhất thời run lên ngay lập tức quay trở về bộ dáng tiểu kiếm màu đỏ quay cuồng rơi thẳng xuống tiểu kiếm chỉ dài một tấc nhưng trên mũi kiếm lại bất ngờ hiện ra một lỗ thủng mặc dù kiếm quang chưa bị chém làm hai đoạn nhưng bộ dáng bị hao tổn không nhẹ ngay tại lúc phi kiếm bị hư sắc mặt lão giả cũng trắng bệch do tâm thần tương liên nên đồng dạng cũng chịu một chút tổn thương bất quá ngũ sắc quang kiếm sau khi chém ra hai lần thì nguyên bổn quang mang chói mắt lúc này trở nên ảm đạm đồng thời phú văn gần thân kiếm cũng tản mắt không ít Vẻ mặt lão giả chợt biến, bỗng nhiên hét lên một tiếng dài. Phong hỏa lực đang tàn phá bốn phía nhanh chóng quay về người lão giả. Tam sắc quang mang đại phóng, một kiện tam sắc chiến giáp nhất thời di động trên người lão giả. Chiến giáp này thoạt nhìn chẳng những không phải kim, không phải mộc, hơn nữa từ đầu tới chân đều được bảo vệ thật nghiêm ngặt, chỉ trừ lại đôi mắt trong suốt mà thôi. Từ xa nhìn lại, lão giả phảng phất như biến thành một giáp sĩ toàn thân mặc chiến giáp. Tiếp theo hai tay lão giả phất một cái, tam sắc quang mang chợt lóe một cự kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay lão giả hai tay cầm kiếm hoành trước người nhất thời một cổ sát khí kinh thiên vọt thẳng lên túi lớn cùng phiên kỳ trên không trung lúc này cũng bắn nhanh xuống phân biệt hóa thành hai màu vàng lam xoay quanh lão giả hàn lập ẩn thân trong quang mạc thấy cảnh này thì khóe mắt khôn khỏi giật giật lúc trước hắn mượn lực mà kiếm trận hấp thu mới có thể miễn cưỡng thi triển kiếm trận thần thông mà thanh nguyên tử gọi là nguyên khí kiếm hồ thần thông này chỉ dùng để huyễn hóa hồ lô lấy bảy sự sắc bén của 72 thanh trúc phong vân kiếm, mượn thiên địa chi lực xuất ra nguyên khí chi kiếm với uy lực vô cùng lớn. Thần thông này vô cùng lợi hại, nhưng tiêu hao thiên địa nguyên khí cũng thật kinh người. Hai chém vừa rồi đã đem thiên địa nguyên khí mà kiếm trận thu được, tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá nếu đối phương tưởng rằng kiếm hồ chi thuật chỉ có chút thần thông này thì đúng là tự tìm đường chết, dùng thần thông này sinh ra nguyên khí chi kiếm uy lực có thể lớn nhưng hoàn toàn là vận dụng thiên địa nguyên khí cùng linh lực quán chú vào, một kích đã qua, hắn chuẩn bị phát ra một kích khác. Trong lòng nghĩ như thế, khóe miệng Hàn Lập chợt hiện lên một tia cười lạnh, tay bắt quyết, thúc giục kiếm trận. Nhất thời linh quang bốn phía thanh sắc quang mạc chợt lóe, thanh liên sau khi quay tròn, toàn bộ hóa thành từng đạo quang trụ bắn về phía kiếm quang thật lớn trên khôn trung. Thanh quang chấp động đầy trời, thanh sắc quang mạc cuối cùng phát ra tiếng vù vù rồi biến mất. Trong nháy mắt, hư không bốn phía chỉ còn lại 72 khẩu thanh sắc phi kiếm, chúng có chút ảm đạm huyền phù giữa không trung hàn lập nhẫn tâm đem linh lực của cả kiếm trận hòa vào trong nguyên khí chi kiếm khôn có kiếm trận che chở thân hình hàn lập liền hiện ra giữa không trung kiếm quang sau khi hấp thu nhiều linh lực như vậy hình thể lần nữa bạo tăng thân kiếm trở nên vô cùng rõ ràng mặc dù vẫn là ngũ sắc nhưng màu xanh nổi bật hơn hẳn bốn màu khác chảm hàn lập chỉ tay về phía lão giả trong miệng lạnh lùng nói cự đại kiếm quang chậm rãi nhấc lên rồi hư không chém xuống Lão giả hóa thành cự đại giáp sĩ cùng lúc đó cũng hét lớn một tiếng, cự kiếm cổ xưa trong tay hướng về phía kiếm quang trên không, đồng dạng cũng chém một cái. Một tiếng xé gió vang lên, từng đợt tinh mang cùng tam sắc kiếm khí thoáng hiện ra trong hư không, nhưng chỗ hai bên tiếp xúc thì lại vô thanh vô tức. Chỉ thấy tinh mang chợt lóe, vượt qua tam sắc kiếm khí, biến mất khôn thấy bóng dáng. Mà tam sắc kiếm khí sau khi vang lên tiếng phanh phanh liền tiêu tán. Thấy tình hình này, lão giả phía dưới cơ hồ không cần suy nghĩ, dùng tay che cự kiếm trước người. Một tiếng keng vang lên, lão giả vẫn đứng im tại chỗ khôn nhúc nhích. Sau một khắc, thuẫn bài trên cự kiếm đột nhiên nổi lên từng đạo thanh mang, tiếp theo nửa thân kiếm vô thanh vô tức rớt xuống. Mà phía sau hai đoạn cự kiếm lại xuất hiện kim sắc tiểu phiên. Nhưng tiểu phiên này run lên, lập tức tuôn ra kim mang chói mắt, đồng dạng cũng hóa thành hai nửa rơi xuống còn chiếc túi thì bộ dáng vẫn bình yên vô sự. Mà lão giả thân ở trong chiến giáp lại không hề cảm tình nhìn thẳng lên không trung làm sắc chiến giáp trên người phảng phất không hề tổn hao, một chút vết thương cũng không hiện ra. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì đồng tử chợt co rụt lại, đồng dạng lạnh như băng nhìn về phía đại địch. Một bàn tay trong tay áo của hắn lặng lẽ cầm một vật. Loại công kích này có tên gọi không? Từ trong chiến giáp truyền ra tiếng xé gió của lão giả, nhưng nội dung lại là yêu cầu khiến Hàn Lập ngẩn ra. Đương nhiên là có, tư vị của Nguyên Khí chi kiếm không tệ chứ. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia kỳ quái. hư đích xác có chút thần thông ngay cả lão phu cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lão giả hừ một tiếng đang nói từ chính giữa tam sắc chiến giáp đột nhiên hiện ra một đường nứt màu xanh nhạt tiếp theo chiến giáp nhìn như khôn có lấy một khe hở từ chỗ đường nứt vỡ vụn ra rơi thẳng xuống đất theo chiến giáp rơi xuống một cánh tay lớn cũng đồng dạng rơi xuống đất tiên huyết từ bả vai phun ra tinh khí nồng đậm nhưng lão giả chỉ quay đầu lại nhìn cánh tay cụt mặt không nhăn chút nào cánh tay cụt tự động vù một tiếng bay đến miệng vết thương một vòng bạch quang chấp động, liền dễ dàng nối chúng lại. Lập tức pháp lực trong cơ thể lão giả lưu chuyển một trận, hai tay bắt quyết, hồng quang trói mắt lần nữa hiện ra. Khôn gian gần đó chỉ chốc lát liền trở nên cực nóng. Hai mắt hàn lập hít lại nhìn cử động của đối phương, cũng không lập tức ra tay côn kích, ngược lại ánh mắt chấp động, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Các hạ thật sự nghĩ đơn giản thế sao, có thể dễ dàng chữa khỏi vết thương do nguyên khí chi kiếm tạo thành. Cái gì, lời này của ngươi có ý gì? Lão giả họ Đồ cả kinh, lập tức theo bản năng quay lại nhìn chỗ cánh tay bị thương. Kết quả, ánh mắt hắn trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy nguyên bản cánh tay nhìn như bình thường, không biết vì sao tiên huyết lại lần nữa chảy ra. Hắc hắc, chỉ cần các hạ dùng lực thì vết thương sẽ khôn khép miệng. Đây chính là chỗ đáng sợ thật sự của Nguyên Khí chi kiếm. Khôn biết tiếp theo đạo hữu định đem pháp lực áp chế hơn một nửa rồi cùng tại hạ tranh đấu, hay là cứ để máu chảy như vậy. Hàn Lập cười hắc hắc, Tiếp theo đột nhiên tay áo vung lên, tiếng xé gió ầm ầm nổi lên, từ cổ tay Hàn Lập bay ra hơn 10 đóa kim hoa, sau khi ra khỏi tay áo lập tức biến lớn thành nửa thước, đúng là hơn 10 cự đại giáp trùng hình thái dữ tợn. Lão giả nghe Hàn Lập nói, nét mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ, khi thấy rõ bộ dáng giáp trùng, hắn khôn thể nào duy trì bình tĩnh, thất thanh la lên. "Phệ kim trùng, ngươi lại có loại trùng thành thục này sao?" Thần sắc lão giả biến đổi mấy lần, trong nháy mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàn lập căn bản khôn nói nhiều thêm nữa, hai tay bắt quyết, phể kim trùng như ong vỡ tổ bắn thẳng đến lão giả. Mà bản thân hắn cũng phóng ra kim quang trói mắt, bên ngoài thân hiện ra một tầng lân phiến ánh vàng rực rỡ, trên trán hiện ra một con mắt đen yêu dị. Đồng thời kim sắc quang vượng từ sau lưng bỗng nhiên hiện ra. Trong quang vượng hiện ra pháp tướng Phạm Thánh chân Ma Ba Đầu Sáu Tay. Trên người Hàn Lập phát ra một tiếng sét đánh, Vô số đạo kim sắc điện hồ rậm dạp thoáng hiện, tiếp theo hai tay lật lại. Hồi quang trong tay chấp động, nguyên tử thần sơn lần nữa hiện ra. Tay kia thì ngoắc thanh trúc phong vân kiếm bốn phía một cái, nhất thời tất cả tiểu kiếm bắn nhanh lại, hội tụ thành một thanh sắc cực kiếm dài một trượng, rơi vào tay hắn. Hàn Lập lúc này thần sắc lạnh như băng, một bước xa hơn 10 trượng, thẳng tiến về phía lão giả bên dưới. Lão giả hiển nhiên nhìn rõ tất cả, sắc mặt có chút xanh sao, ánh mắt đảo qua chỗ tay đã làm phép cầm máu lần nữa lại thoáng nhìn về cự đại kim trùng đang bay gần đến mình. Lão giả cắn răng, phun ra một tử sắc phù triện. Phanh một tiếng, phù triện bạo liệt ra, một đoàn tử sắc vân vụ trong chốc lát tràn ngập ra, đem lão giả bao phủ hoàn toàn. Vừa thấy một màn quen thuộc này, thân hình hàn lập chợt động, dừng lại giữa không chung, nhíu mày. Bất quá hơn 10 vệ kim trùng không chút khách khí phóng thẳng tới, trong nháy mắt đã chui vào tử vụ. Hàn lập bỗng nhiên phất tay về phía tử vụ, một cỗ kình phong tuôn ra cuồng phân quét tới, nhất thời tử vụ bị quét sạch. Quả nhiên giống như dự đoán, nơi đó hoàn toàn trống không. Lam mang trong mắt hàn lập trở động, cúi đầu quan sát mặt đất, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng huyết dài. Chỉ chốc lát, kim quang trên mặt đất trượt lóe, hơn 10 vệ kim trùng từ trong đất bay ra, sau khi xoay quanh hàn lập thì lần nữ bay vào trong tay áo. Chỉ một chút thời gian khô xử mà hàn lập cảm thấy thần niệm của mình đã bị tiêu hao hơn nửa. May mắn là sau khi tiến giai luyện hư kỳ, thần thức đại tăng, nếu không thì tuyệt đối không dễ dàng thả ra nhiều phệ kim trùng như vậy. Bất quá dưới thần thôn linh mục của hắn, lão giả giác hoàng tộc đã hóa thành tử ảnh, ở dưới đất phi độn ra hơn 10 dặm. Nhìn bộ dáng khôn quay đầu lại của hắn thì dường như đã thật sự bị kinh sợ mà rút lui. Chương 1569, rút đi. Hàn Lập nhìn tử ảnh dần bay xa, vẫn chưa động thân đuổi theo. Mặc dù dựa vào uy lực kiếm trận có thể bức bách vị hợp thể kỳ này, nhưng hắn không tin rằng thần thôn mình vượt xa đối phương, có thể đánh chết lão giả. Huống hồ lấy độn tốc quỷ dị của đối phương, trong lúc nhất thời hắn cũng không đuổi kịp. Hàn Lập biết rõ rằng sở dĩ đối phương rút lui là bởi vì đã dính nguyên khí chi kiếm, phải áp chế tu vi nếu không máu sẽ chảy hết. Mặt khác là bởi vì uy danh về kim trùng cùng với khí thế cường hoành mà mình biểu diễn lúc cuối, làm cho đối phương khôn muốn mạo hiểm, lúc này mới không thể không tạm thời đào tẩu. Trên thực tế lão già chỉ cần dựa vào thân pháp cùng đấu pháp trì hoán, vô luận là xuất huyết do nguyên khí chi kiếm tạo thành hay việc điều động phệ kim trùng, đều không thể duy trì lâu dài. Đến lúc đó ai chết thì thật đúng là khó nói. Hàn Lập cũng khôn nghĩ vô duyên vô cớ chặn đường một tên hợp thể kỳ, huống hồ mặc dù nơi này cách lục quang thành khá xa, nhưng viện binh giác si tộc vẫn có thể tùy thời chạy tới. Lúc cuối hắn khôn tiếc triệt hồi kiếm trận, ngoài nguyên nhân dùng nguyên khí chi kiếm được ăn cả, ngã về không, thì nguyên nhân khác là muốn uy hiếp lão giả hắn liếc nhìn từ ảnh vài lần, từ ảnh sau khi lóe lên thì biến mất vô tung vô ảnh. hàn lập không chút trần chờ đem công pháp cùng bảo vật trong tay thu lại, đồng dạng hóa thành thanh thi phá không chạy đi. nhưng phương hướng hắn bỏ chạy lại lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. chỉ một lát sau, thanh thi liền biến mất tại cuối chân trời, mà rừng cây trải qua trận tranh đấu cuối cùng lần nữa an tĩnh lại. nhưng một khắc sau, linh quang trên trời chợt lóe, hai đạo kinh hồng khí thế hung hãn từ hướng lục quang thành hiện ra chỉ sau vài lần chấp động đã tới ngay bầu trời trên rừng cây. Độn quang thu lại, hai đạo nhân ảnh hiện ra, một người đúng là lão giả họ đồ rời đi lúc trước, giờ phút này đã khôi phục hình thái ban đầu. Người khác thì đúng là một vị hợp thể kỳ khác, là ngân bảo trung niên nhân. Quả nhiên đã rời đi, lấy độn tốc của người này, chỉ cần chút thời gian là đủ để độn ra mười mấy vạn dặm. Ánh mắt lão giả đảo qua phía dưới, không cam lòng nói. Khẳng định là vậy, người này cũng không điên, như thế nào lại trì hoãn nơi đây? Cự ly xa như thế, cho dù vận dụng thiên huyền la bàn cũng vô dụng, huống hồ hôm nay thiên huyền la bàn đã dùng qua một lần, lần vận dụng sau đó phải là ba ngày sau. Ta có chút tò mò, chỉ là một gã luyện hư kỳ, như thế nào có thể đả thương được đồ huynh? Trung niên nhân nhìn hố đất thật lớn phía dưới, nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Vừa nghe trung niên nhân hỏi, trên mặt lão giả hiện ra một tia xấu hổ, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua đầu vai thì thần sắc trở nên dữ tợn vài phần là ta có chút khinh thường, không cẩn thận lâm vào kiếm trận của người này, mà uy lực to lớn của kiếm trận kia thật sự không phải chuyện đùa. Hơn nữa người này còn am hiểu vài loại thần thông khác, pháp bảo vật trên người cũng không tầm thường, cho nên bất đắc dĩ mới phải thối lui. Đúng rồi, đối phương còn có 10 vệ kim trung thành thục. Cái gì, vệ kim trùng? Nghe đến đây, thần sắc trung niên nhân đại biến. Nếu khôn như thế, lão phu như thế nào lại cấp bách quay về? Lão dạo oán hận nói. Hơn 10 con thì cho dù là thánh tốc chính thức cũng có vài phần kiêng kỵ. Bất quá chỉ cần không có hơn trăm con, dùng bảo vật đỉnh giai mộc thạch cũng có thể tạm thời vây khốn. Thần sắc trung niên nhân biến đổi vài lần, rốt cuộc khôi phục vài phần chấn định. Hắc hắc, nếu là hơn trăm phệ kim trùng thành thục thì ta như thế nào còn dám rủ ngươi quay lại, sớm đã trốn mất rồi. Lão giả cười khổ nói, phệ kim trùng thành thục nếu càng nhiều, số lượng lên tới ngàn vạn thì sợ rằng thánh tộc bị nhốt trong đó cũng có thể chết. Nghe nói nhiều năm trước, tại lôi minh đại lục từng xuất hiện một đàn vệ kim trùng thành thục, số lượng đạt tới mấy vạn. Kết quả ba bốn tiểu tộc gần đó đều dễ dàng bị đàn trùng tiêu diệt, nếu không phải lúc cuối bị một vị siêu cấp đại tộc dùng huyền thiên chi bảo phá thiên trùy phá một khe không gian, đem tất cả linh trùng đó chuyển đến một nơi khác ở linh giới, thì nói không chừng còn có nhiều tộc gặp độc thủ. Trung niên nhân như nghĩ tới điều gì đó chậm rãi nói. Nhưng cũng phải nói lại, bồi luyện phệ kim trùng là chuyện rất hao tổn tâm thần, không biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể may mắn thành công. Nó là một trong vài loại linh trùng khó bồi luyện nhất, người này có thể một chút khu xử hơn 10 con, không biết thân phận thế lực hắn thế nào, chẳng lẽ là người trong Thiên Vân 13 tộc. Trung niên nhân như nghĩ đến điều gì, thần sắc vừa động hỏi. "Không phải, pháp khí ta mang theo không hề có cảm ứng, bộ dáng hắn cũng bình thường, không biết là thuộc tộc nào." Lão giả nhớ lại, cuối cùng lắc đầu, "Nếu như thế thì có chút phiền phức." vạn nhất trên người hắn thật sự có ngọc hạp thì chúng ta rất khó lấy được. Trung niên nhân cao mày, nanh đạo hiếu, người cũng chiếm được vài hộp chứ. Ánh mắt lão giả chợt lóe, bỗng nhiên hỏi, được hai hộp, tên vạn cổ nhân kia cũng giảo hoạt, muốn phá hủy hộp để đào tẩu, nhưng không nghĩ đến ta lại am hiểu hóa huyết ly hồn đại pháp, âm thầm đánh lén, cho nên liền ra tay chế trụ, lục xoát. Trung niên nhân vừa nói, bàn tay lật lại, hiện ra hai hộp ngọc giống nhau, phía trên còn dán cấm chế phủ triện. Tên đại đầu dị tộc kia sau khi cấp cho đám người hàn lập mỗi người một hộp ngọc, bản thân hắn lại mang theo hai cái. Lão già gật đầu, đồng dạng cũng lật tay, xuất ra một ngọc hạp, chính là cái trên người lục phu nhân. Nói như thế thì trong tay chúng ta có ba cái, Hoàng Văn truyền tin, nói là trong tay vạn cổ nhân có vài cái là thật chứ. Lão gải không biết là thật sự quên, hay nghĩ muốn xác nhận thêm một chút, liền nhìn đồng bạn hỏi. Năm sáu cái, tin tức của hắn cũng khôn thật sự chuẩn xác, chân chờ một chút. Trung niên nhân nói: "Nếu thật vậy thì đúng là phiền toái, nói như vậy ít nhất trên người người này cũng có. Sợ rằng đích xác như thế, hơn nữa thần thông người này không nhỏ, vô luận về tư hay công, chúng ta cũng không thể để người này chạy thoát." Hàn Mang trong mắt Trung niên nhân chợt lóe, thanh âm âm hàn. "Nhưng hiện tại đã không thấy bóng dáng người này, chúng ta như thế nào đuổi theo?" Lão giả nghi hoặc hỏi một câu, chỉ bằng vào chúng ta thì hiển nhiên không được, nhưng Đồ huynh chớ quên thành thị khu vực này hơn phân nửa đã rơi vào tay bổn tộc, chúng ta lập tức dùng vạn lý phủ truyền tin đến những thành thị gần đây, yêu cầu bọn họ lập tức phong tỏa những con đường quan trọng, phái ra lượng lớn nhân thủ tìm người này. Người phái đi cũng không cần tu vi cao, chỉ cần đả thảo kinh xa, làm cho hành tung người này bại lộ là được, sau đó chúng ta dùng truyền tốn trận đuổi theo. Trung niên nhân cố gắng suy nghĩ chu toàn, đề nghị nói. Cũng chỉ có thể như vậy, lão giả họ đồ mặc dù cảm thấy hy vọng không quá lớn, nhưng hắn lại không nghĩ ra cách gì tốt hơn, nên gật đầu đồng ý. Tiếp theo lão giả vung tay lên, trong tay đột nhiên hiện ra một khối lục sắc thạch phiến. Lão giả dùng tay chỉ lên thạch phiến, giống như viết thư, phía trên lập tức hiện ra một loạt văn tự màu vàng nhạt. Một lát sau, lão giả viết sao, tay vỗ thạch phiến một cái, nhất thời dưới ánh sáng mở chấp động, văn tự biến mất khôn thấy. Trước tiên chúng ta phản hồi chiến thuyền, tên vạn cổ nhân đã ở giữa oi thành lắp đặt một cái pháp trận tự bạo, nhưng sau khi phát hiện thì đã gọi người đến gỡ bỏ, nhưng sự tình phát sinh sau đó vẫn không ít, đủ để hai chúng ta bể bộn một phen. Trung niên nhân cười nói, trước tiên cũng chỉ có thể như thế, lão giả hiển nhiên không hề ý kiến, vì vậy hai người độn quang bay đi. Hàn lập một hơi bay ra xa trăm vạn dặm, khi tin rằng người của giác si tộc không thể đuổi theo thì hắn mới giảm tốc độ lại, thời gian phi hành dài như thế khiến hắn cũng cảm giác ăn không tiểu. Lúc này trong độn quang, Hắn vỗ vòng chữ vật một cái, trên tay nhất thời hiện ra hai khối lục sắc tinh thạch. Đúng là hai khối linh thạch đỉnh giai một thuộc tính, mặc dù linh thạch quý hiếm, nhưng hiện tại đang trong hiểm cảnh, Hàn Lập cũng không keo kiệt, bắt đầu lấy một khối hấp thu linh lực. Cũng may gần đó đều là chỗ hoang vu, Hàn Lập tùy ý tìm một ngọn núi vắng vẻ, dưới một tàng cây cực kỳ bí mật khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm khôi phục pháp lực. Xuân Lê kiếm trận mặc dù uy lực cực lớn, nhưng pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều đặc biệt là một chém cuối cùng của nguyên khí chi kiếm kia, thiếu chút nữa đã làm cho hắn không còn chút lực nào. Trong thời gian kế tiếp, Hàn Lập yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Nửa ngày sau, một thân pháp lực của Hàn Lập cũng khôi phục được 7-8 phần. Hàn Lập vui mừng mở mắt, không có ý chỉ hoãn tại nơi này, hắn thu linh thạch trong tay lại, nhất thời lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao. Kinh hồng sau khi bay ra hơn trăm trượng thì quỷ dị chợt lóe, lập tức biến mất khôn thấy. Thân trong độn quang, hàn lập lấy ra một khối ngọc giản đúng là một cái hải vực đồ tuy nói rằng hỏa hô hải vực không tương thông với lôi minh đại lục nhưng mọi thứ trên bản đồ vẫn không quá khác biệt hàn lập đem thần niệm chìm vào ngọc giản bắt đầu tìm một con đường thích hợp mặc dù hắn không biết tình hình phân bố của rác si tộc ở nơi này nhưng hắn khẳng định sẽ không đi những thành thị gần đây mà ý định sẽ đi những thành thị khác thẳng đến thành thị lớn nhất kim giáp thành nghe nói bởi vì vị trí quá mức quan trọng của thành này cho nên là nơi tập trung nhiều quân đội tinh nhuệ của 13 tộc, đồng thời cũng có lượng lớn tồn tại cấp cao chấn thủ nơi đây. Nếu giác si tộc chưa tấn công hết những thành thị xung quanh, thì tuyệt đối không thể lập tức tấn công thành này. Trong lòng bình tĩnh suy nghĩ, Hàn Lập nhìn mặt trời, sau khi xác định phương hướng thì lần nữa thúc giục độn quang bay về phía xa. chương 1570, gặp trên đường, bởi vì Hàn Lập không muốn quanh quẩn ở gần những thành thị, cho nên toàn chọn những con đường hẻo lánh, dọc đường đi vẫn chưa gặp chút phiền toái nào ngẫu nhiên cũng gặp một số tu luyện giả dị tộc đang độn quang phía xa, có vẻ gấp gáp. Xem phương hướng những tu luyện giả này thì đúng là hướng về thành thị gần đây. Hàn Lập chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không có chút ý tứ tiến lên nhắc nhở. Tu vi những người này cực thấp, bất quá chỉ là tu vi trúc cơ và kết đan, đối mặt với công kích bất ngờ của giác si tộc, hiển nhiên là nghĩ muốn chạy đến thành thị mượn truyền tống trận đi nơi khác, hoặc nương nhờ vào những tồn tại cấp cao ở thành thị. Bất quá Hàn Lập sau khi phi độn được một lát nữa, rốt cuộc gặp phải một đội giáp sĩ tuần tra giáp si tộc. Nhân số không nhiều lắm, bộ dáng chỉ hơn 10 tên, nhưng mỗi tên lại cưới một con chim ưng hai đầu trắng như tuyết. Tu vi cao nhất là một gã nguyên anh kỳ, những tên khác đều là kết đan kỳ. Hàn lập thấy những giáp sĩ này thì trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ không lầm thì quanh đây khôn hề có bất cứ thành thị nào, giáp si tộc như thế nào lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này. Hàn lập kinh nghi, nhưng những tên trước mặt không đáng để vào mắt, giết chúng bất quá chỉ là chuyện nhấc tay nhưng trước đó hắn đã sớm ẩn nặc thân hình, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi, sau đó mới lần nữa hiện thân ra. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn đội ngũ đang dần biến mất ở phía xa, lập tức độn quang lóe lên, tiếp tục lên đường. Nhưng từ khi gặp đội giáp sĩ tuần tra thứ nhất, kế tiếp lại gặp đội thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đội ngũ tuần tra giáp sĩ si tộc càng ngày càng thường xuyên. Mặc dù bởi vì tu vi quá kém nên không thể phát hiện ra hàn lập, nhưng lại làm cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an chẳng lẽ khu vực này thật sự đã rơi hết vào tay giác si tộc? Ngay lúc Hàn Lập lần nữa cảnh giác thì trong một thành thị vừa bị giác si tộc công chiếm không lâu, có ba gã cao tầng giác si tộc đang ở trong một tòa đại điện nói chuyện với nhau. Một phụ nhân tóc hồng, một lão giả khô gầy, phân biệt đứng hai bên trong một cái ghế màu vàng. Trên ghế là một nữ tử khoảng 20 tuổi đang ngồi. Nữ tử này dung nhan tú lệ, nhưng trên da thịt hết chỗ này tới chỗ khác lại phát ra màu vàng nhạt, đôi mắt đẹp màu vàng chuyển động, làm cho người ta vừa nhìn thì có cảm giác đau mắt trên trán là một sừng nhỏ cỡ một tấc trong suốt long lanh có vẻ vô cùng tinh xảo lão giả khô gầy cùng phụ nhân tóc hồng đều là tồn tại luyện hư hậu kỳ nhưng trước mặt nữ tử lại có vẻ cung kính như thế nào đến bây giờ vẫn không phát hiện ra tung tích người kia sao nữ tử đột nhiên mở miệng nói thanh âm trong trẻo dễ nghe nhưng ánh mắt lại lạnh như băng khởi bẩm ân tôn giả tất cả đội tuần tra đều chưa có tin tức người nọ có thể đã trốn đến một nơi bí mật nếu như vậy thì việc tìm kiếm rất khó." Khô gầy lão giả cung kính trả lời, "Trốn đi, không thể nào, hắn cũng biết rõ, chúng ta một khi hoàn toàn nắm trong tay khu vực này thì cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng chỉ có một con đường chết, ta cũng không nghĩ tới mới vừa tấn công khu vực này thì lại đụng một con cá lớn như thế, nếu thật có thể bắt giữ người này thì chúng ta tuyệt đối lập được công lớn." Nữ tử nhướng mày, chậm rãi nói, "Người này quan trọng đến cỡ nào thì thuộc hạ hiển nhiên cũng biết, quyết không để hắn thoát khỏi nơi đây." ta đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ phong tỏa cả khu vực, mặt khác còn có hai đội nhân thủ tùy thời đợi lệnh, chỉ cần có tin tức thì bọn họ sẽ lập tức truyền tống đến. mặc dù loại truyền tống này chịu hạn chế về khoảng cách nhất định, hơn nữa cũng tiêu hao nhiều thứ, nhưng vì người này hiển nhiên cũng đáng giá. phụ nhân tóc hồng cũng cung kính tiếp lời, ư, được như thế thì ta cũng yên tâm. đúng rồi, đồ xử giả có phải vừa truyền tin tới, bảo muốn phối hợp tìm người nào đó? nữ tử gật đầu, nhưng đột nhiên đổi đề tài. Vâng, đồ đại nhân đích xác truyền tới chân dung bảo các đội tuần tra thành thị chú ý đến người này. Nói là một gã thượng tộc cấp 7, nhưng trên người hắn lại có đồ vật quan trọng mà đồ đại nhân cần. Khô gầy lão giả trần chờ một chút, nhưng lập tức trả lời chi tiết. Hư, bọn họ thật đúng là vô dụng, hai tên chỉ còn nửa bước là tiến nhập thánh tộc, lại để cho một gã thượng tộc chạy thoát được, nếu không phải nguyên bản ta có kế hoạch phong tỏa khu vực này, thì căn bản sẽ không để ý tới yêu cầu đó. Ánh mắt nữ tử chợt lóe, có chút khinh miệt nói. Nghe giọng nói như tử, lão giả cùng phụ nhân tóc hồng cũng không dám tiếp lời. Bất quá, ta cũng có chút tò mò, trưởng lão hội phái hai người bọn họ đến đó, rốt cuộc ọc là muốn đoạt lấy thứ gì, thậm chí không tiếc bảo ta mang hai thuyền chiến giao cho hai người bọn chúng, báo hại kế hoạch của ta phải thay đổi, bây giờ còn không hoàn hoàn chiếm lĩnh toàn bộ khu vực này. Nữ tử họ ân cười lạnh không thôi, tựa hồ đối với hai người lão giả họ đồ rất là bất mãn. Tôn giả, chuyện điều động chiến thuyền là do trưởng lão hội đích thân hạ lệch, ta khôn có khả năng cãi lệch, nếu như trưởng lão hội coi trọng việc này như thế thì khẳng định vật nọ rất hữu dụng đối với bổn tộc. Về phần nhân thủ không đủ thì cũng may là trong tộc mới đào tạo được một nhóm chiến đấu mới, đủ để chúng ta có thể hoàn toàn khống chế khu vực này. Hiện tại khu vực này chỉ còn hai thành thị là chưa bị công chiếm, nhưng đã bị bao vây. Phụ nhân tóc hồng cẩn thận trả lời, thuyền chiến đương nhiên hữu dụng, nhưng chỉ có thể sử dụng trong trận chiến quy mô lớn, không thể dùng để tuần tra. Hiện tại phong tỏa khu vực này chiếm hơn phân nửa nhân thủ, mà hai thành thị còn lại, lực phòng thủ cũng không yếu, đến bây giờ vẫn chưa thất thủ. Xem ra không thể kéo dài thêm được nữa, sau khi đại quân trong tộc tới thì liền đem khu vực này nắm trong tay, xây dựng thành đại doanh bổn tộc. Xem ra ta phải tự thân xuất mã một chuyến, nếu không sẽ không biết trả lời thế nào với trưởng lão hội. Nữ tử sau khi suy nghĩ một chút thì hàn quang trong mắt chợt lóe. Tôn giả tự mình ra tay, như vậy thì hai thành thị kia hiển nhiên sẽ nắm chắc trong tay. Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cười làm lành nói. Cứ quyết định như vậy, mọi chuyện thế là xong, ngày mai cho chiến thuyền xuất phát. Nữ tử họ ân đảo mắt qua hai thuộc hạ của mình, ra lệnh. Vâng, tuân mệnh, phụ nhân tóc hồng cùng lão giả khô gầy hiển nhiên vội vã kho người nhận lệnh. Nửa tháng sau, Hàn Lập đang ở dưới một tàng cây rậm rạp, trên người là một kiện hắc sắc khinh xa, đem khí tức thu liếm không còn chút nào, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy cách đó không xa trên trời cao, đồng thời hiện ra hai ngân sắc tiểu đảo. Hình dáng hai ngân đảo này tựa hồ gần giống như lục quang thành, nhưng thể tích bất quá chỉ lớn hơn mấy trăm trượng. Nhưng cứ như vậy, gần đó có hai chiến thuyền giác si tộc, cũng có rất nhiều ngân sắc giáp sĩ vây quanh cùng lượng lớn song đầu cự ưng. Giác si tộc bày đại trận ở đây, nhưng chỉ vì đang vây quanh một gã dị tộc nhân mà thôi. Người này đầu tóc xám trắng bù xù, khuôn mặt phong trần, bộ dáng năm 60 tuổi, đang dẫm lên một chiếc thuyền bay. Mà hai bên cạnh là hai khôi lỗi hình thú, một con thân ngựa đầu dao, sau lưng có hai cánh, toàn thân thanh quang lập lòe, một đầu. Con khác lại là sư tử quái dị với bảy đầu lớn nhỏ khác nhau, vô cùng dữ tợn. Hai khôi lỗi này vừa nhìn thì biết không phải tầm thường. Mà giác si nhân gần đó lại giống như lâm đại địch, không dám coi thường vọng động, tựa hồ cũng biết điều này. Hàn lập nhìn lại, trong lòng đang nghĩ thầm, phải biết rằng, Nguyên bản khi lúc mới phát hiện ra nơi đây có chiến thuyền cùng nhiều giác si tộc nhân như vậy thì hắn có chút hoảng sợ. Nhưng khi phát hiện ra trong đám giác si tộc nhân không có tồn tại ngoài luyện hư kỳ, hơn nữa lại còn vây quanh một gã dị tộc nhân xa lạ thì trong lòng nổi lên chút hứng thú, liền lặng yên độn tới gần, âm thầm quan sát. Tu vi tên dị tộc nhân này hàn lập chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, bất quá chỉ là một gã hóa thần kỳ. Nhưng khí thức hai khôi lỗi bên cạnh lại là luyện hư trung kỳ và luyện hư hậu kỳ sự cường đại của hai khôi lỗi làm hàn lập cảm thấy khiếp sợ nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là nếu như chúng cường đại như thế tên dị tộc nhân này sao không điều khiển chúng tiêu diệt đám giác sĩ tộc cùng cự ưng ngược lại vẫn rằng co ở đây cự ưng cùng giáp sĩ hiển nhiên số lượng đông đảo nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là mấy tên hóa thần kỳ mà thôi phiền toái duy nhất chính là không biết ngân sắc chiến thuyền có năng lực gì tâm niệm hàn lập nhanh chóng tự định giá đúng lúc này dị tộc nhân bị vây trên trời cao đảo mắt qua đám giáp sĩ cùng cự ưng đột nhiên hai tay bắt quyết, hai khôi lỗi rốt cục hành động. Quái thú thân ngựa đầu dao đột nhiên vỗ cánh, đôi cánh hóa thành hai phiến cự nhận, bắn ra thanh quang. Sau một khắc, thanh quang liền công kích vào trong vòng vây. Nơi đi qua, mười mấy cự ưng cùng giáp sĩ trong nháy mắt từ một phân thành hai. Mà quái sư khôi lỗi thì há bảy cái miệng, hỏa quang chợt lóe, vô số hỏa cầu bắn ra, đảo mắt biến thành một biển lửa, đem một đám địch nhân hướng khác bao phủ vào trong. Giáp sĩ bốn phía đầu tiên là cả kinh, tiếp theo vài tên cầm đầu hét lớn, tất cả giáp sĩ cùng dơ binh khí, vô số quang mang bắn thẳng đến hai khôi lỗi. Mà đám cự ưng cũng bay thẳng lên không, đồng dạng lao thẳng tới khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt không ngừng phát ra, đại chiến bắt đầu. chương 1571, tai bay vạ gió. Quả nhiên giống như dự đoán của Hàn Lập lúc trước, hai khôi lỗi luyện hư kỳ này một khi phát huy thì giáp sĩ cùng cự ưng khôn thể ngăn cản chút nào. Nếu không tan biến thì cũng là kêu thảm trong hỏa diễm, từ trên không rớt xuống. Mà hai khôi lỗi này không biết là loại tài liệu nào luyện chế thành, vô lụa là móng vuốt của cự ưng hay các loại quang mang, tất cả đều bắn ngược trở lại khi va chạm. Cho dù mấy tên hóa thần kỳ thả bảo vật ra thì bất quá chỉ lưu lại một vết sức nhỏ. Bất quá giác sĩ si tộc nhân tựa hồ đã đoán trước sẽ thế này, cho nên vẫn không kinh hoàng. Ngược lại không ít giáp sĩ đột nhiên vỗ vào bên hông, một mảnh ngũ sắc quang hà bắn về phía tên dị tộc nhân tóc dài kia, chưa đến gần dị tộc nhân thì liền hóa thành một cái võng lớn trùm xuống. Xem ra chủ ý của chúng là bắt sống rác dị si tộc nhân này. Hàn lập thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, nhưng đúng lúc này, dị tộc nhân tóc dài hư lạnh, đột nhiên dẫm vào thuyền bay dưới chân, nhất thời bảo vật này chợt lóe quang mang, đột nhiên hiện ra một tầng hào quang dày màu vàng, tiếp theo hai tay bắt quyết, tựa hồ thúc sục công pháp gì đó. Nhất thời màn hào quang vang lên tiếng tích ba lớn, một tầng bạch sắc điện hồ hiện ra. Đại võng hạ xuống, bị điện hồ bắn đến liền hóa thành linh quang tiêu tán. Không đợi giáp sĩ sử dụng thủ đoạn khác, dị tộc nhân tóc dài lật hai tay lại, lấy ra pháp khí màu vàng hai mặt giống tấm thuẫn, ném lên không chung, pháp khí hai mặt liền gào thét bắn đi. Giáp sĩ bốn phía cả kinh, cẩn thận nhìn vật ấy, hai mặt kim mang sau khi xoay tròn thì lần nữa hướng dị tộc nhân bắn nhanh tới, điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Âm, một âm thanh trầm muộn truyền ra, hai mặt thuẫn đánh tới trên người dị tộc nhân tóc dài. Tiếp theo thân hình dị tộc nhân biến mất, tại chỗ xuất hiện một kim sắc đại cầu đường kính một trượng. Đại cầu này phát ra kim quang chói mắt, phảng phất như được luyện chế từ vàng tinh khiết, bên ngoài có vô số phù văn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, bên ngoài mặt kim cầu bỗng hiện lên vô số lưỡi dao sắc bén dài một thước, tiếp theo cầu này vừa động, mang theo tàn ảnh biến vào trong đám người. Cũng không thấy có gì dị thường, nhưng phàm là giáp sĩ khi đụng vào kim cầu liền bị phanh thây, căn bản khôn thể ngăn cản chút nào cho dù có bị công kích thì kim cầu cũng dùng tốc độ cao bắn ngược lại. Trong nháy mắt kim cầu cùng khôi lỗi thân ngựa phối hợp quần thảo. Về phần khôi lỗi quái sư thì ở phía sau khôn ngừng phun hỏa cầu từ miệng, hơn phân nửa là nhằm về phía cự ưng, căn bản không buông tha. Liên thủ của cả ba sắc bén dị thường, giáp sĩ bốn phía cùng cự ưng trong nháy mắt liền bị giết gần trăm, cả ba phút chốc đã tiến gần phía rìa vòng vây, mắt thấy sẽ lao ra trốn đi. Nhưng một gã hóa thần kỳ cầm đầu giáp sĩ si tộc lại đột nhiên quát lên một tiếng chói tai nguyên bổn giáp sĩ đang vây bắt dị tộc nhân tóc dài cùng khôi lỗi lập tức thân hình trở động tản ra bốn phía khôn gian phút chốc trở nên trống trải chỉ còn lại dị tộc nhân tóc dài cùng kim cầu và hai khôi lỗi mà đúng lúc này hai chiến thuyền trên khôn trung đã bắt đầu hành động từ trong chiến thuyền bắn ra hàng trăm bạch sắc quang trụ xuống phía dưới trong chốc lát bạch quang đã đem tất cả khu vực trống trải bao trùm tiếng bạo liệt phát ra đinh tai như cốt xê trong lúc nhất thời kim cầu cùng hai khôi lỗi đều bị bao phủ trong bạch quang. Nhân cơ hội này, giáp sĩ cùng cự ưng bốn phía lần nữa bày lại trận thế, đem khu vực này vây quanh. Hai chiến thuyền cũng không thể duy trì công kích lâu, chỉ một lát liền dừng lại. Hàn lập ở phía dưới đồng dạng hiếp mắt, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở giữa hiện lên một lam sắc cự ô, đường kính hơn 10 trường. Mà phía dưới cự ô không ai khác chính là dị tộc nhân tóc dài. Hắn trao mày, ánh mắt khôn ngừng dò xét khắp nơi, trên trán ẩn hiện một tia lo âu. Mà mặt khác, hai khôi lối cùng kim cầu bên cạnh lại không hề tổn hao gì. Lúc này đây, dị tộc nhân tóc dài dường như không muốn chỉ hoãn, sau khi quát khẽ một tiếng, thì giơ tay ngoắc về không trung phía xa một cái. Nhất thời linh quang trên cửa ô kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành từng điểm bay vào lòng bàn tay. Tiếp theo thân hình xoay tròn, nửa phần thân thể biến mất giữa hư không, lui vào trong kim cầu. Mà hai khôi lỗi bên cạnh lại lần nữa lao ra, nhất thời đại chiến lại diễn ra. Tình hình không khác nhiều so với trước, giáp sĩ cùng cự ưng bốn phía vẫn không thể ngăn cản hai khôi lỗi cùng kim cầu. Chỉ một lát đã chết gần nửa, mắt thấy dị tộc nhân tóc dài gần chạy ra khỏi vòng vây thì đột nhiên hỏa cầu trong miệng quái sư ngừng lại, không tiếp tục phun ra nữa. Tiếp theo hồng quang trên thân nó chợt hiện vài cái, bảy cái đầu đồng thời rủ xuống, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giáp sĩ gần đó thấy vậy thì đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức mừng rỡ. Đám người vung vay, quang độ bay qua, trong nháy mắt hóa thành một cái võng lớn chụp lấy quái sư, sau đó dưới sự lôi kéo của vài tên giáp sĩ, đã đem quái sư bắt được. Mất đi sự che chở của khôi lỗi quái sư, cự ưng trên không trung không sợ gì nữa, hai cánh vỗ mạnh không thôi. Từng đạo phong nhận thô to bắn xuống, đánh vào kim cầu làm cho tốc độ kim cầu không khỏi chậm lại, vì thế dị tộc nhân tóc dài lại lâm vào vòng vây, mất đi cơ hội đào tẩu. Càng không xong chính là, khôi lỗi thân ngựa cũng giống như quái sư, sau khi chống đỡ một hồi thì mất đi năng lực hành động, bị giác si tộc nhân cướp đi. Trong nháy mắt, Mặc dù lực phòng ngự của kim cầu kinh người, nhưng dưới sự công kích kiếm khí của giáp sĩ và cự ưng, kim quang liền trở nên ảm đạm. Dị tộc nhân tóc dài xem đến đây, nhẹ thở dài một hơi, dị tộc nhân tóc dài điều khiển khôi lối có tu vi cao hơn bản thân mấy cảnh giới lâu như vậy thì cũng là người rất có lai lịch, bất quá nhìn tình hình thì sắp tới việc bị tóm chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù không biết vì sao giáp si tộc nhân muốn bắt sống người này, nhưng hắn không muốn tìm thêm phiền toái, thân hình vừa độc, định lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong kim cầu truyền ra tiếng xé gió vô cùng rõ ràng của dị tộc nhân tóc dài tiền bối phía dưới tại hạ vạn cổ tộc giáp thiên mộc nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ thì tại hạ nguyện ý tặng khôi lỗi thôn linh dị tộc nhân tóc dài không sử dụng truyền âm chi thuật mà ngược lại trong thanh âm trộn lẫn một chút linh lực làm cho mọi người trong vòng vài dặm đều nghe rõ nghe vậy hàn lập đầu tiên là sửng sốt lập tức không khỏi muốn mở miệng mắng to mặc dù hắn không biết dị tộc nhân này làm thế nào phát hiện ra hắn nhưng nói rõ hành tung của hắn như vậy thì sợ rằng cũng không Paris ý tốt. Quả nhiên, giác si tộc nhân trên khôn trung vừa nghe thì một tên trong đó đột nhiên khoát tay chặn lại, lúc này hơn 10 giáp sĩ mang theo cự ưng thẳng về phía tiểu sơn mà hắn ẩn thân để tìm kiếm. Không biết những người này dùng cách gì, trong phút chốc đã tìm tới đại thụ gần chỗ hắn ẩn núp, có chút nghi hoặc đánh giá xung quanh khôn ngừng. Khóe miệng hàn lập co quắp một chút, mắt thấy khôn thể ẩn nấp nhưng hắn lại không sợ, giác sĩ tộc nhân cùng cự ưng tu vi thấp như thế, sao có thể tạo thành uy hiếp cho hắn? Phiền phức duy nhất chính là hai thuyền chiến kia, bất quá cho dù là thế thì việc bị dị tộc nhân tóc dài chỉ rõ hành tung khiến hắn có chút giận. Nét tàn khốc trên mặt chợt lóe, đột nhiên hắn vung tay áo, hơn 10 khẩu tiểu kiếm dài một trượng bắn nhanh ra, sau khi chợt lóe liền biến thành thanh ti, bắn vào khôn chung, khôn thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn phát ra, thanh ti chợt hiện ra trên đầu giáp sĩ cùng cự ưng, thanh quang chợt lóe, đám giáp sĩ cùng cự ưng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tàn thi hóa thành một trận mưa máu rơi xuống. Lập tức thân hình hàn lập hiện ra dưới tảng cây, sau lưng vang lên tiếng sét, một đôi cánh hiện ra. Hai cánh chợt vỗ, hàn lập theo gió biến mất, một khắc sau, hàn lập hiện ra giữa đám giáp sĩ, hai tay hắn bắt quyết. Nhất thời tất cả thanh ti trở nên mơ hồ, một hóa hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc, đầy trời đều là thanh mang chấp động, tiếng xé gió trải rộng phương viên trăm trường. Mà 30 tên giáp sĩ cùng cự ưng trong khu vực này kêu lên thảm thiết, sau mấy lần hô hấp liền từ trên không trung rơi xuống. Không ai có thể ngăn cản được một kích kiếm ti nhâm hà của Hàn Lập. Chỉ một lát sau, bốn phía quanh Hàn Lập không còn bất cứ một kẻ địch nào. Mà giáp sĩ những nơi khác thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo tiềm thức thối lui ra xa. Nhưng Hàn Lập cũng không vì vậy mà dừng tay, tay áo phất lên, nhất thời hai đạo hắc ảnh từ trong tay áo bay ra. Hai loại quang mang vàng đen chợt lóe. Không trung gần đó hiện ra một báo tử cùng một tiểu hầu. Động thủ, tất cả đều giết, không chừa lại bất cứ ai. Hàn Lập lớn tiếng quát, vẻ mặt đầy sát khí, chương 1572, đích ảnh tái hiện. Hàn Lập vừa nói xong, nhất thời tiểu thú thoáng một cái, huyễn hóa ra mười mấy ảo ảnh giống nhau, lập tức phóng vào đám người, chảo mang vung lên, vô luận là ngân sắc chiến giáp hay binh khí trong tay giáp sĩ đều giống như giấy đứt đoạn. Phảng phất như móng vuốt của báo lân thú là thần binh lợi nhận mà hắc sắc tiểu hầu thì hắc mang ngoài thân chấp động, thân hình một chút liền cuồng trướng gấp mấy chục lần, hóa thành một hắc sắc cự viên cao hơn 20 trượng. Cự viện đấm ngực, mũi thở ra, nhất thời một mảnh hà quang phóng ra, cự ưng bị hà quang dính chúng thì giống như say rượu, lảo đảo từ khôn trung rất xuống. Cự viên dùng đôi tay to, nhảy tới chụp lấy cự ưng bóp thành thịt vụn. Mà Hàn Lập bên kia thì lần nữa thúc giục phi kiếm chém tới, mỗi lần thanh ti hiện lên là nhất định có giáp sĩ cùng cự ưng bị chém làm đôi, căn bản không ai có thể kháng cự. Kể ra thì cũng gần trăm tên giáp sĩ cùng cự ưng, trong nháy mắt đã bị hai linh thú giết chết bảy tám phần. Số giáp sĩ còn lại rốt cuộc lộ vẻ sợ hãi, khôn biết ai là người đầu tiên, đột nhiên giải tán, hướng về phía chiến thuyền chạy trôi chết. Hàn lập không chút trần chờ hóa thành một đạo thanh hồng đuổi theo. Kiếm quang chợt hiện, tung hoành khắp nơi, đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng sấm. Hàn lập dùng mình, vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai ngân sắc chiến thuyền quang mang đại phóng, bắn ra hơn trăm đạo bạch sắc quang trụ, chúng căn bản khôn để ý đến giáp sĩ gần đó hàn lập hư lạnh một tiếng hai cánh sau lưng rung lên sau một tiếng xét liền quỷ dị biến mất tại chỗ quang trụ tuy bao phủ diện tích cực lớn nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không sau một khắc phía trên một ngân sắc chiến thuyền thân hình hàn lập thoáng hiện ra nhìn chiến thuyền hàn lập mặt không biến sắc một bàn tay đen như mực từ cổ tay áo thỏ ra phun ra một hắc sắc tiểu sơn tiếp theo thể tích tiểu sơn khôn ngừng cuồng trướng một chút liền biến thành ngàn trượng hung hăng ném về phía chiến thuyền bên dưới. Nguyên tử thần sơn trở nên lớn hơn chiến thuyền vài phần, sau khi hạ xuống liền gắn chặt chiến thuyền vào. Giác si tộc nhân trong chiến thuyền cực kỳ hoảng sợ, muốn điều khiển chiến thuyền né tránh nhưng không thể. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, đáy núi cùng chiến thuyền chạm nhau, thoáng chốc chiến thuyền bị đánh văng đi. Chiến thuyền bị lõm hơn phân nửa, bị ném từ không trung xuống đất, nửa phần chìm sâu vào lòng đất, mắt thấy không thể bay lên được nữa hàn lập nhìn thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn chiến thuyền này lại không bị một kích của nguyên từ thần sơn phá tan có thể thấy vô cùng cứng sợ rằng còn hơn xa pháp bảo bình thường mà chiến thuyền lớn như thế tài liệu tốn kém thế nào cũng có thể nghĩ được nhớ ngày đó tại lục quang thành nhìn thấy cự đảo kia hàn lập không khỏi hít một ngụm lương khí đối với sự giàu có của giác si tộc cũng bắt đầu có vài phần khái niệm tộc này quả thật không hổ danh là siêu cấp đại tộc của linh giới trong lòng hoảng sợ nhưng Hàn Lập không bởi vì thế mà dừng tay, ngược lại bàn tay điểm vào hắc sắc tiểu sơn. Nhất thời nguyên từ thần sơn gào thét, đập xuống, trong phút chốc chỉ nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp truyền ra. Ngân sắc chiến thuyền bị tiểu sơn đập vào, liền biến thành một đống nát vụn, những tên giác si tộc bên trong nếu chưa chết thì cũng khó sống. Nhưng làm cho người ta giật mình chính là, mặt ngoài chiến thuyền chấp động quang mang, run rẩy, tựa hồ muốn khôi phục như lúc ban đầu. Hàn lập mắt thấy vài cú đập không hoàn toàn giải quyết được chiến thuyền, lúc này nhíu mày, bỗng nhiên hướng lên không ngoắc một cái. Hơn 10 thanh ti chợt lóe, tất cả đều bay về lòng bàn tay Hàn Lập. Thanh mang chói mắt, hóa thành một cửa kiếm dài một trượng, nhưng mặt ngoài lại chấp động thanh quang, phảng phất như không có thực thể. Hàn Lập không nói hai lời nắm chuôi kiếm, hướng về phía chiến thuyền bên dưới oi, định chém xuống. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập đột nhiên nghe thấy tên dị tộc nhân tóc dài kia kinh hô tiền bối cẩn thận. Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ linh lực cường đại,